Thậm chí, Hoàng Hằng đã dẫn người tiến đến, mong muốn đuổi giết hắn. Thần anh cây khô, vật kia, cũng là có điểm khó giải quyết. Diệp Thần nhòm ngó đến một vệt nguy cơ to lớn. Mối nguy sau lưng hình ảnh, là một đoạn màu đen cây khô. Cái kia cây khô, ngay tại Hoàng Hằng trên tay. Không quan trọng một cái Hoàng Hằng, dĩ nhiên không đáng lo lắng. Nhưng này một đoạn màu đen cây khô, lại làm cho Diệp Thần thấy thật sâu nguy hiểm. Tránh né mũi nhọn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Thần hết sức cẩn thận, trên cổ mang theo ác mộng suối chi nước mắt, thời khắc tỉnh táo lấy Diệp Thần, nếu như hắn không mượn dùng ngoại giới lực lượng, ánh sáng dựa vào lực lượng của mình, hết thảy đều cần thận trọng. Năm đó Hoang Thiên Đế, có thể tại Sửu Thần tầng tầng truy sát dưới, trưởng thành đến kinh thiên mức độ, cũng là dựa vào cẩn thận cùng thận trọng từng bước, tuyệt không lỗ mãng. Diệp Thần thu lại tự thân khí tức, tìm một cái sơn động, trước ẩn núp. Sau đó, hắn lặng yên không tiếng động mở ra Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, vẫn nhìn toàn bộ hẻm núi tình huống. Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn có loại diệu dụng, có thể đem chân thực không gian, xem thành là mộng huyễn phao ảnh tồn tại, từ đó đi đến cùng loại toàn bộ bản đồ thấu thị hiệu quả. Diệp Thần một vận chuyển Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, toàn bộ hẻm núi núi đá, rừng cây, dòng sông, hết thảy chướng ngại vật, phảng phất trong nháy mắt, toàn bộ tan biến đi, tựa như thành mộng huyễn phao ảnh. Cứ như vậy, Diệp Thần liền có thể thấy rõ tình huống ngoại giới, không nhận bất luận cái gì thiên cơ sương mù ảnh hưởng. Hắn thấy to lớn trong hạp gốc, đều có ngàn cái thí luyện người tham dự, trong đó thực lực cường đại nhất, ngoại trừ Tiêu Thiên Tuyệt, Từ Phàm, Tiêu Phi ba đại thiên tài, liền là tay cầm lấy thần anh cây khô Hoang Hằng. Bốn người này, đều có thể uy hiếp được Diệp Thần sinh mệnh, những người khác thì không đáng lo lắng. Cái kia ba vị mạnh mẽ thiên tài, thủy chung đứng chung một chỗ, hợp lại săn giết trong hạp gốc hoang tộc người. Ba người bọn họ, cũng là hoang tộc người, nhưng thiên phú thực lực thập phần cường đại đến có khả năng tự lập môn hộ, đổi dòng họ. Cho nên, đối ba vị này thiên tài, trong hạp gốc hoang các tộc nhân, vô cùng e ngại, tận lực tránh né lấy, tuyệt không cùng ba đại thiên tài tiếp xúc. Ba đại thiên tài sát ý nồng đậm, người khác cảm nhận được sát khí chùa bọn hắn, liền sớm tránh lui ẩn núp, thí luyện bắt đầu vài ngày. Bọn hắn cũng không có giết chết bao nhiêu người, chẳng qua là đánh giết chút huyết ma khôi lỗi. Đáng chết, người đều trốn đến nơi nào? Đều là một đám phế vật, vừa cảm thụ đến khí tức của chúng ta liền chạy hết. Tiếp tục như thế không thể được a, chờ trở lại Hoang Thiên Thần Quốc, liền không có giết người cơ hội. Tiêu Thiên Tuyệt, Từ Phàm, Tiêu Phi ba vị thiên tài nghị luận, hơi có chút nôn nóng phiền não. Bọn hắn cũng không biết, sau lưng có một đôi mắt đang dòm ngó lấy bọn hắn. Đây không phải thiên cơ nhìn rõ, không xúc động nhân quả, cho nên bọn hắn không phản ứng chút nào. Diệp Thần là lợi dụng Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, trực tiếp đem trước mắt chướng ngại vật, toàn bộ giả tưởng thành mộng huyễn phao ảnh, đi đến toàn bộ bản đồ thấu thị hiệu quả, cái kia ba đại thiên tài căn bản không phát hiện được sự thăm dò của hắn. Diệp Thần nhìn xem ba đại thiên tài, lại nhìn một chút nghĩ đuổi giết hắn Hoang Hằng, trong lòng vô số suy nghĩ vận chuyển. Cuối cùng nghĩ ra một ý kiến. Xua hổ nuốt sói. Không biết cầm lấy thần anh cây khô Hoang Hằng, cùng ba vị này thiên tài so sánh, người nào lợi hại hơn một chút. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười gằn. Vào đêm, trong màn đêm hẻm núi, hiện ra một tia khí tức âm sâm, trong hạp cốc hung thú cùng quỷ dị, tại trước đây thật lâu, liền đã bị bàng ra tiêu diệt sạch sẽ. Cho nên tức liền đến ban đêm, nơi này cũng sẽ không có bị ma vật hung thú đánh giết nguy hiểm. Nguy hiểm duy nhất, là người. Bởi vì có ba đại thiên tài tồn tại, phần lớn thí luyện người tham dự, tại đêm tối hạ đều không dám chuyển động, ẩn giấu đến xít sao, sợ mình sẽ không cẩn thận lọt vào ba đại thiên tài đêm tối đánh giết. Nhưng mà, Diệp Thần lại tại đêm tối hạ hoạt động. Hắn ra khỏi sơn động, hang núi phụ cận xuất hiện máu me đầy đầu ma khôi lỗi. Hắn trực tiếp cùng huyết ma khôi lỗi triển khai vật lộn. Huyết ma khôi lỗi có cao 2 trượng, thân thể là dùng cổ lão sắt thép rèn đúc mà thành, có chút cứng rắn. Thiên đế cánh tay, mở. Diệp Thần cánh tay phải nổ lên viêm mang phù văn, một quyền sen lẫn cuồng bạo kình khí, hung hăng đánh vào huyết ma khôi lỗi trên người, một hồi vang dội tiếng va đập, tại đêm tối trong hạp cốc vang lên, xa xa truyền ra ngoài. Huyết ma khôi nên lỗi giang hai tay ra vỗ đánh tới. Diệp Thần không tránh không né, trực tiếp cùng huyết ma khôi lỗi chiến đấu tại cùng một chỗ. Tại hoàn toàn tĩnh mịch đêm tối dưới,
Diệp Thần cùng huyết ma khôi lỗi tiếng đánh nhau, lộ ra hết sức rõ ràng, thanh âm truyền khắp hẻm núi. Người nào to gan như vậy, lại dám tại ban đêm chuyển động, cũng không sợ trêu chọc ba đại thiên tài sao? Có thể là không biết trời cao đất rộng, trẻ con miệng còn hôi sữa đi. Ha ha, cái kia ba vị thiên tài thích giết chóc thành tính, này người chết chắc. Rất nhiều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó hoang tộc người, đang nghe tiếng đánh nhau về sau, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hẻm núi chỗ sâu, có ba đạo kinh thiên thần mang, phóng lên tận trời, hướng về tiếng đánh nhau phát ra phương hướng bay đi. Một chỗ trong doanh địa, Hoang Hằng cùng bọn thủ hạ bỗng nhiên dâng lên, bọn hắn tướng liếc mắt một cái, ánh mắt đều là lộ ra nóng rực chi ý. Là thiên đế cánh tay khí tức, Diệp Thí Thiên tiểu tử kia, hắn liền tại phụ cận. Hoang Hằng kêu to, e sợ cho sẽ bị ba đại thiên tài nhanh chân đến trước, đem Diệp Thần giết chết, cướp đi Viêm Thiên Đế đạo thống. Chúng ta mau qua tới. Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, không gian đánh cắp, xúc địa thành thốn. Vì đi đường, Hoang Hằng thi triển ra Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, đưa hắn cùng Diệp Thần ở giữa không gian khoảng cách, điên cuồng đánh cắp trộm đoạt, từ đó đi đến xúc địa thành thốn hiệu quả, cấp tốc tới gần. Hoang Thiên Đế lưu lại đạo pháp bên trong, có Thâu Thiên nói, Băng Thiên nói, Huyền Thiên đạo tam môn. Hoang Hằng này một nhánh bộ tộc, tu luyện chính là Thâu Thiên nói. Hắn Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, mặc dù không thể cùng Diệp Thần so sánh, nhưng muốn đánh cắp không gian đi đường, cũng là 10 điểm mau lẹ. Làm Hoang Hằng đi vào tiếng đánh nhau phát ra địa phương, liền thấy Diệp Thần vừa mới giải quyết hết huyết ma khôi lỗi, khí tức tiêu hao giống như 10 điểm to lớn, đang ở thở hổn hển. Nhìn thấy một màn này, Hoang Hằng trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, nghĩ thầm tiểu tử này kế thừa luân hồi đạo thống, thực lực không tầm thường, giải quyết như thế nào máu me đầy đầu ma khôi lỗi, tiêu hao sẽ thật lớn như thế. Hắn vẫn là hắn sao? Hoang Hằng mơ hồ thấy không đúng, nhưng lại phát giác không ra cụ thể huyền bí, chỉ cho là mình cả nghĩ quá rồi, lúc này tập trung ý chí, không nghĩ nhiều nữa, lộ ra một vệt nhe răng cười, cùng bọn thủ hạ đem Diệp Thần bao vây lại. Hoang Hằng, là ngươi. Diệp Thần nhìn thấy Hoang Hằng tới, giả bộ ra một vệt vẻ mặt kinh ngạc. Hoang Hằng càng thấy không thích hợp, mặc dù Diệp Thần mang theo mặt nạ, hắn không nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, nhưng nhìn xem Diệp Thần ánh mắt, hắn trong lòng nổi lên một cỗ không hiểu lo lắng cùng thấp thỏm, giống như trên cổ có một con rắn độc đang bò. Đây là đối nguy hiểm cùng cổ quái trực giác. Cỗ này cảm giác, nhưng Hoang Hằng vô cùng không thoải mái, nhưng khi cái này liên quan đầu, hắn tuyệt đối không thể có thể rút lui. Diệp Thí Thiên, người cái tội nhân, dám đánh cắp Viêm Thiên Đế lão tổ đạo thống, ta muốn ngươi chết. Máu tươi tế dẫn, cung phụng thần anh. Hoang Hằng quyết đoán cấp tốc, không chút do dự, liền tế ra một đoạn màu đen cây khô, chính là thần anh cây khô. Hắn vạch phá đầu ngón tay, gảy một giọt máu tươi ra ngoài, rơi xuống thần anh cây khô phía trên. Chung quanh mấy cái kia hoang tộc người, cũng là không muốn sống, phóng xuất ra chính mình khí huyết, điên cuồng hiến tế cho cái kia một đoạn đen nhánh thần anh mộc. Ong ong ong. Lập tức, đen nhánh thần anh mộc, toát ra ửng đỏ thần mang, các loại linh khí cầu vồng dâng lên, trên không trung hiển hóa ra một đạo thật lớn đồ đằng. Đó là một gốc to lớn thần anh cây, cành lá cánh hoa tùm, thần quang bao phủ thiên địa. Này thần anh cây, chính là bến bờ vũ trụ, anh chủng thế gia đồ đằng. Tại thần anh cây hào quang chúc phúc dưới, Hoang Hằng khí thế đại thịnh, rút ra bên hông trường đao, một đao liền hướng về Diệp Thần chém đi. Hồng Liên Thánh Hỏa Đao. Nóng rực đao mang, theo hắn lưỡi đao bên trên nổ lên, mơ hồ bộc phát ra đóa đóa hồng liên khí tượng, uy thế 10 điểm hung mãnh. Diệp Thần nhìn thoáng qua, liền có thể nhìn ra, đây là theo thiên hỏa mệnh tinh bên trong lưu truyền tới võ kỹ. Hoặc là nói, là năm đó Viêm Thiên Đế, quan sát thiên hỏa mệnh tinh, lĩnh ngộ võ kỹ, nóng rực bá đạo dị thường. Thanh Liên Pháp, thiên ý giết người đao. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, vận chuyển Thanh Liên đạo Pháp, thiên đạo Pháp tác oanh long long nổ vang, một vệt óng ánh đao mang từ trên trời giáng xuống, đao khí vô cùng bén nhọn, giết người như cắt cỏ, keng một tiếng, đánh vào Hoang Hằng trên thân đao. Hồng Liên Thánh Hỏa đao cùng thiên ý giết người đao va chạm, lập tức ở trong sân nổ lên hung mãnh sóng khí, sóng nhiệt cuồn cuộn. Tại thần anh cây đồ đằng chúc phúc dưới, Hoang Hằng khí thế, lại là che lại Diệp Thần một bậc, mạnh mẽ đao thế ép tới Diệp Thần liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, Hoang Hằng cũng không có xương ra bao nhiêu thần sắc mừng rỡ,
bởi vì hắn cảm giác được, có ba đạo vô cùng mạnh mẽ hung hãn khí tức, đang hướng về nơi này bạo lướt tới. Là cái kia ba đại thiên tài. Nếu là ba đại thiên tài buông xuống, thế cục đem sẽ trở nên vô cùng phiền toái, thậm chí liền Hoang Hằng chính mình, đều muốn bị chém giết nguy hiểm. Tốc chiến tốc thắng, tiểu tử, chết đi cho ta. Hoang Hằng tầm mắt lạnh lẽo, tinh thần cùng thần anh cây đồ đằng cộng minh, trên thân đao lại bộc phát ra một điểm điểm tinh quang. Đó không phải là đời này tinh quang, mà là bỉ ngạn tinh quang, sáng chói, thánh khiết, tinh khiết, gột rửa tâm hồn. Tinh chìm ác đọa, địa ngục trầm luân. Hoang Hằng chém ra một đao, phát ra suy suy bén nhọn gào thét, cái kia trên thân đao thánh khiết tinh quang, lại tại lúc này hóa thành hắc ám, tràn ngập vô số ô uế, thật giống như một chút mực nước một dạng, trong nháy mắt nhường Hoang Hằng đao, hóa thành đen kịt một màu. Một màn này, tượng trưng cho bến bờ vũ trụ hắc ám sa đọa. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, biết một đao này lợi hại, nếu như bị chạm bên trong, chỉ có rơi vào hắc ám. Tại vô gian trong địa ngục trầm luân kêu rên xuống tràng. Song rắn tròm sao, vạn trượng thời không. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần thi triển ra song rắn tròm sao, trước người bày ra vạn trượng thời không vách ngăn, muốn ngăn cản Hoang Hằng đao. Nhưng, Hoang Hằng đao, mang theo tinh không ác đọa uy lực đáng sợ, lưỡi đao cuồng chảm, tầng kia tầng thời không vách ngăn, không ngừng vỡ tan bạo diệt. Thời không pháp tắc đang vặn vẹo, Hoang Hằng không sợ chút nào. Đồng tử mang theo huyết hồng sát ý, rốt cục chảm phá tầng tầng vách ngăn, một đao chảm tại Diệp Thần trên thân thể. Diệp Thần thân thể máu tươi phun tung tóe, bị vô số tinh không ác đọa khói đen ăn mòn, trong nháy mắt ngã xuống đất mất mạng, không một tiếng động. Lệnh. Nhìn xem ngã xuống đất mất mạng Diệp Thần, Hoang Hằng lại không có chút nào vẻ mừng rỡ, ngược lại sinh ra một cỗ dùng mình cổ quái. Vừa mới đánh giết Diệp Thần thời điểm, hắn cũng không có xẻ thịt linh hồn thoải mái cảm giác, phảng phất chẳng qua là chảm diệt một bộ cái xác không hồn. Đáng chết, cái này, đây là phân thân. Chỉ một thoáng, Hoang Hằng thiên cơ bắt, nổi trận lôi đình, nhìn thấy chân tướng. Hắn chém giết, căn bản không phải Diệp Thần bản thể, chẳng qua là Diệp Thần Thanh Liên phân thân thôi. Tầm mắt chung quanh, Hoang Hằng vô cùng kinh khủng. Chân chính Diệp Thần, hắn căn bản không biết tránh giấu ở nơi nào. Suy suy suy. Lúc này, có ba đạo kinh thiên lưu quang, đã bay vụt tới. Chính là cái kia ba đại thiên tài, Tiêu Thiên Tuyệt, Từ Phàm, Tiêu Phi ba người. Làm sao tới đến nhanh như vậy? Hoang Hằng đồng tử co vào, nhìn một chút Diệp Thần phân thân thi thể, đáng chết, ta thời gian cảm giác bị bóp méo. Vừa mới Diệp Thần phân thân thi triển xong rắn tròm sao, thời gian cùng không gian tầng tầng vách ngăn, Hoang Hằng tuy không so hung mãnh vung đao chảm phá. Nhưng tự thân thời gian cảm giác, cũng bị bóp méo đi, không có phát giác được thời gian trôi qua. Nếu như hắn có thể tinh chuẩn nắm bắt thời gian, tại ba đại thiên tài đến trước, hắn liền muốn chạy trốn, tuyệt đối sẽ không lưu lại chịu chết. Tiêu Thiên Tuyệt chờ ba vị thiên tài, có thể là tử vực dương danh tồn tại, coi như là có thần anh mộc chúc phúc, Hoang Hằng cũng không muốn đối kháng chính diện. Nhưng bây giờ, ba đại thiên tài buông xuống, mạnh mẽ khí chàng bao phủ hết thảy. Hoang Hằng đã chạy không thoát. Ha ha, là anh chủng thế gia dư nghiệt a. Có ít đồ, này chút anh chủng thế gia xuất thân người, so với bình thường tạp ngư thú vị nhiều. Đêm nay có khả năng thỏa thích chơi một chút. Tiêu Thiên Tuyệt, Từ Phàm, Tiêu Phi ba người, nhìn xem trong hư không trôi nổi thần anh cây đồ đằng, liền biết thân phận của Hoang Hằng. Nhị thiếu gia, làm sao bây giờ? Hoang tộc mấy võ giả, nhìn thấy ba lớn thiên tài xuất hiện. Lập tức vô cùng khẩn trương. Hoang Hằng ánh mắt lẫm liệt, bỗng nhiên vung tay lên, linh khí bùng nổ, mấy cái kia hoang tộc võ giả, thân thể liền bắt đầu vặn vẹo, phát ra trận trận kêu thảm, bị Hoang Hằng lực lượng khổng lồ, nghiền ép thành thịt vụn, hết thảy máu tươi đều quán chú đến thần anh mộc bên trong. Xoạt! Đen nhánh thần anh mộc, đến đại lượng máu tươi quán chú, bộc phát ra càng thêm sáng chói thần mang, hiển hóa xuất thần cây anh đào đồ đằng, cơ hồ thành chân thực tồn tại. Hưu. Tiếp theo sát, Hoang Hằng thân thể lướt ầm ầm ra, hướng về ba đại thiên tài bên trong, cường đại nhất Từ Phàm vung đao chém đi. Tại thần anh cây chúc phúc dưới, Hoang Hằng khí thế vô cùng hung hãn. Ba vị này thiên tài, Tiêu Thiên Tuyệt chấp trưởng lấy Thâu Thiên nói, Từ Phàm chấp trưởng Băng Thiên nói, Tiêu Phi nắm giữ lấy Huyền Thiên Đạo, dùng Từ Phàm thực lực hung mãnh nhất. Hoang Hằng biết mình không có đường lui, chỉ có đánh chết ba đại thiên tài, mới có thể thoát thân.
Muốn cùng ta đấu? Băng Thiên nói, đại băng diệt trưởng. Tử Phàm tầm mắt phát lạnh, một trưởng xen lẫn đại băng diệt khí thế, oanh sát hướng Hoang Hằng. Nhưng không ngờ, Hoang Hằng tại thần anh cây chúc phúc dưới, sức chiến đấu trở nên vô cùng mạnh mẽ, cái kia mang theo hắc ám tinh không hào quang thân đao, chảm phá Tử Phàm băng diệt khí kình, cuối cùng tại Tử Phàm trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết thương, cơ hồ có khả năng thấy xương cốt. A! À, Tử Phàm một tiếng kêu thảm, lập tức bị trọng thương, hắn rõ ràng chủ quan khinh địch, không ngờ tới có thần anh cây chúc phúc Hoang Hằng, thế mà hung mãnh như vậy. Muốn chết! Tiêu Thiên Tuyệt cùng Tiêu Phi chấn nộ, song trưởng đều xuất hiện, từ hai bên trái phải hướng Hoang Hằng giáp công tới. Hoang Hằng khẽ cắn môi, nghĩ không ra hai người phản ứng nhanh như vậy, hắn cũng không cách nào né tránh, chỉ có thể dựa vào thần anh cây chúc phúc, kiên trì cùng hai người chiến đấu. Kịch chiến ở trên trời bùng nổ, vầng sáng loạn xạ, sóng khí hung mãnh. Người nào cũng không có chú ý tới, ở phía dưới hang núi trong góc, có một người đang yên lặng quan chiến. Người kia chính là Diệp Thần. Xua hổ nuốt sói, thành công. Liền là đáng tiếc phân thân của ta. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt lãnh khốc đường cong, dùng hắn thực lực trước mắt, mong muốn đơn độc đối kháng Hoang Hằng cùng ba đại thiên tài, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. May mắn hắn xua hổ nuốt sói kế sách, thuận lợi bày ra, nhưng Hoang Hằng cùng ba đại thiên tài đánh nhau, Tử Phàm thậm chí đã bị trọng thương, ở một bên thở hổn hển điều tức lấy. Nhìn xem trọng thương Tử Phàm, Diệp Thần rất muốn lập tức ra tay đánh giết, nhưng biết còn chưa tới thời điểm, yên lặng nhẫn nại nội tâm suy nghĩ, tiếp tục quan chiến. Chiến đấu kịch liệt, kéo dài đến nửa giờ, bóng người chợt điểm. Một đường to lớn băng nhũ, quán xuyên Hoang Hằng bả vai. Người sau hét thảm một tiếng, bị băng nhũ mang theo đóng ở trên một ngọn núi. Băng nhũ ẩn chứa to lớn kinh lực, làm cho ngọn núi cũng đi theo nứt ra, vang lên kèn kẹt, cơ hồ muốn sụp đổ. Hoang Hằng bị thương rất nặng, thần anh mộc mất đi hết thảy hào quang, ôm minh một tiếng rớt xuống đất. Bắn ra băng nhũ người, chính là nắm giữ lấy huyền thiên đạo Tiêu Phi. Hoang thiên đế lưu lại đạo pháp, chủ yếu có tam môn, danh xưng Thái Hoang Tam Tuyệt nói. Tiêu Phi nắm giữ, chính là huyền thiên đạo, có thể điều động thiên địa linh khí, chuyển hóa thành đủ loại liệt hỏa lôi điện, băng nhũ bạo tuyết sát phạt, vô cùng lợi hại. Hắn một cái băng nhũ, đả thương nặng Hoang Hằng, tự thân lại hao hết thảy linh khí, gương mặt tái nhợt, từng ngụm thở hổn hển, hướng một bên Tiêu Thiên Tuyệt nói, động thủ, giết hắn. Tiêu Thiên Tuyệt gật đầu, tầm mắt lướt qua một vệt sát ý, liền muốn ra tay giết chết Hoang Hằng. Nhưng lúc này, một đạo thân ảnh, theo mặt đất bên trên lóe lên mà lên, còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền xuất hiện trên bầu trời. Thân ảnh kia, chính là Diệp Thần. Khi nhìn đến Tiêu Phi linh khí hao hết về sau, Diệp Thần liền biết cơ hội tới, lập tức động thủ. Tiêu Phi hao hết linh khí, mà Tử Phàm thương thế y nguyên nghiêm trọng, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, lập tức liền bị Diệp Thần bắt chẹt, thân thể bị bắt lại, không có lực phản kháng chút nào. Người nào? Duy nhất còn có thể sống động Tiêu Thiên Tuyệt, lập tức hoảng hốt. Từ trên người Diệp Thần, hắn cảm nhận được hơi thở hết sức đáng sợ, vô ý thức cấp tốc lui lại. Diệp Thần nhanh lệ cười một tiếng, không nói gì, nắm lấy Tử Phàm cùng Tiêu Phi thân thể về sau, đem hai người đầu, lẫn nhau đụng vào nhau. Hai cái đầu, mãnh liệt va chạm, lập tức như dưa hấu song song nổ tung, hừ đều không hừ một tiếng, liền khí tuyệt bị mất mạng. Diệp Thần nhẹ buông tay, hai bộ thi thể liền từ không trung rơi xuống. Diệp Thí Thiên, là ngươi. Thấy cảnh này, bị băng nhũ đính ở trên tường Hoang Hằng, triệt để sợ hãi. Diệp Thần mang theo mặt nạ mặt, ở dưới bóng đêm lộ ra 10 điểm dữ tợn khả phố, tựa như sát thần, khiến cho người sợ hãi. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cho đến giờ phút này, Hoang Hằng rốt cuộc minh bạch, chính mình trúng kế. Diệp Thần đưa hắn dẫn đến nơi đây, chẳng qua là muốn cho hắn cùng ba đại thiên tài, lẫn nhau tranh đấu, lại ở sau lưng ngư ông đắc lợi. Diệp Thần khí tức ẩn nấp đến phi thường tốt, tại đứng im bất động trạng thái, hắn lợi dụng song rắn tròm sao không gian phong tỏa, có thể đem khí tức của mình, triệt để phong tỏa ngăn cách đi. Hoang Hằng cùng ba vị thiên tài, căn bản không có phát hiện. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, Diệp Thần đã như quỷ mị ra tay. Đem Tử Phàm cùng Tiêu Phi song song giết chết. Ba đại thiên tài còn sót lại Tiêu Thiên Tuyệt, đồng tử kịch liệt co vào, cảm nhận được Diệp Thần tu vi, chỉ có thần đạo cảnh ba tầng trời về sau,
nội tâm của hắn kinh khủng liền biến thành phẫn nộ. Đáng chết tạp chủng, dám tính toán chúng ta. Tiêu Thiên Tuyệt chấn nộ, cũng không cho rằng Diệp Thần cường đại đến mức nào coi như có thể giết chết Từ Phàm cùng Tiêu Phi, cũng chỉ là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thôi. Đại hoang chết ấn. Hắn cũng không có lùi bước, thân thể bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, hai tay ký kết thủ ấn, một trường hướng về Diệp Thần chấn giết tiếp, mang theo hoang cổ khí tức sát phạt. Hắn chặn đánh sát Diệp Thần, vì hai vị chết đi đồng bạn báo thù. Nhưng mà, Diệp Thần nhìn xem nổi giận đánh tới Tiêu Thiên Tuyệt, khóe miệng lại là hiện ra một vệt xâm nghiêm ý cười. Nếu như là ba đại thiên tài cùng tiến lên, hắn khả năng sẽ còn kiêng kỵ vạn phần. Nhưng chỉ còn lại có Tiêu Thiên Tuyệt, không đáng lo lắng. Vẫn đế Diệp Thần chỉ. Diệp Thần nhất chỉ phá giết mà ra, cuồng bạo võ đạo sát khí hội tụ tại đầu ngón tay, hóa thành sáng chói đến cực hạn hào quang, một đạo đáng sợ chỉ mang, như một cỗ sỏ xuyên qua tinh hà trùm sáng, trực bắn đi ra. Phốc phốc, Tiêu Thiên Tuyệt bạo sát mà đến tay cầm, tại chỗ bị sỏ xuyên. Dùng hắn thiên nguyên cảnh tu vi mạnh mẽ, đối mặt chỉ có thần đạo cảnh Diệp Thần, lại là một chiêu liền không địch lại. Không có khả năng. Tiêu Thiên Tuyệt đôi mắt co vào, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần võ đạo, hung mãnh như vậy. Đại hoang thâu thiên thuật, đánh cắp chân linh, chết đi cho ta. Cảm nhận được Diệp Thần võ đạo đáng sợ về sau, Tiêu Thiên Tuyệt không dám động thủ nữa, hắn lui lại mấy bước, nghiến răng nghiến lợi, hai tay kết ấn, thi triển ra đại hoang thâu thiên thuật. Một cỗ âm trầm mịt mờ, quỷ dị không hiểu khí tức, cấp tốc hướng về Diệp Thần thân thể quấn quanh mà đi, muốn đem Diệp Thần linh hồn trộm ra. Tại hoang thiên đế lưu lại thái hoang tam tuyệt đạo bên trong, thâu thiên đạo là huyền ảo nhất khó lường tồn tại, theo trên lý luận nói, đại hoang thâu thiên thuật có khả năng đánh cắp hết thảy, phi thường kỳ diệu. Nếu như bị Tiêu Thiên Tuyệt thi pháp thành công, hắn có khả năng đem Diệp Thần linh hồn trộm ra, trực tiếp diệt sát. Đại hoang thâu thiên thuật, ta cũng đã biết, ha ha. Diệp Thần nhịn cười không được, cũng là trở tay đánh ra đại hoang thâu thiên thuật. Ông, hai cỗ đại hoang thâu thiên thuật khí tức, tại trong hư không va chạm, thành hai cái hắc ám bàn tay lớn, va chạm nhau công kích. Người thâu thiên đạo tạo nghệ, tựa hồ còn so ra kém ta. Diệp Thần ánh mắt hung ác, hắn đại hoang thâu thiên thuật tạo nghệ kỳ cao, tại ngắn ngủi rằng co sau khi va chạm, liền trái lại áp chế Tiêu Thiên Tuyệt. Một đầu thâu thiên hắc ám bàn tay lớn, hung mãnh vồ giết tới, hung hăng bắt lấy Tiêu Thiên Tuyệt thân thể. A a a. Tiêu Thiên Tuyệt tại chỗ phát ra tiếng kêu thê thảm, toàn thân máu tươi, da thịt, cốt tủy, linh hồn, tủy não, thậm chí là trí nhớ, đạo pháp, hết thảy, đều bị Diệp Thần điên cuồng đánh cắp, thôn phệ. Diệp Thần trộm đi Tiêu Thiên Tuyệt toàn thân tinh hoa, làm cho Tiêu Thiên Tuyệt cái này thiên nguyên cảnh cường giả, đang hô hấp ở giữa, liền biến thành một bộ trụi lủi khung xương, liền một điểm máu thịt đều không tồn tại, toàn bộ bị Diệp Thần trộm mất thôn phệ. Thôn phệ Tiêu Thiên Tuyệt, đối phương đủ loại đạo pháp trí nhớ, máu thịt tinh hoa, đều thành Diệp Thần chất dinh dưỡng. Diệp Thần đối đại hoang thâu thiên thuật cảm ngộ, cũng là nâng cao một bước. Mà mắt thấy một màn này hoang hằng, thì là toàn thân run rẩy, vạn phần hoảng sợ. Diệp Thần quá hung tàn, trong câu điện quang hỏa thạch, liền giết chết Từ Phàm cùng Tiêu Phi, lại thôn phệ hết Tiêu Thiên Tuyệt, quả thực là theo trong địa ngục đi ra sát thần, cực kỳ khủng bố. Giải quyết hết ba đại thiên tài, Diệp Thần tầm mắt, nhìn về phía hoang hằng. Diệp Thí Thiên, đừng, chấm, đừng giết ta. Hoang hằng triệt để hoảng rồi, tại Diệp Thần mạnh mẽ hung uy nghiền ép dưới, hắn đạo tâm đã sụp đổ. Diệp Thần cười lạnh, nói, ngươi sống hay chết, liền để đệ ngươi tới quyết đoán. Nói xong, Diệp Thần tế ra túc mệnh chi hoàn, đánh ra một đạo linh quyết, tìm kiếm được Hoàng Yến dập tắt dấu ấn vận mệnh, đem một lần nữa thắp sáng. Chết đi Hoàng Yến, dấu ấn vận mệnh một lần nữa phát sáng, dần dần sống lại, thân ảnh xuất hiện tại túc mệnh chi hoàn bên trong. Tam đệ, thấy bị chính mình giết chết Hoàng Yến, lại một lần nữa phục sinh, Hoàng Hằng kinh hãi đến tột đỉnh, càng thấy Diệp Thần thần thông đáng sợ. Hắn giết Hoàng Yến thời điểm, lợi dụng thần anh mộc lực lượng, theo lý mà nói, hẳn là ép diệt Hoàng Yến tất cả thời gian đường, người sau không có khả năng phục sinh mới đúng. Nhưng bây giờ, Diệp Thần vừa ra tay, liền để không có khả năng phục sinh người, một lần nữa phục sinh. Như vậy thủ đoạn nghịch thiên, làm cho Hoàng Hằng chấn động không gì sánh nổi. Diệp đại ca, nhị ca. Hoàng Yến sống lại,
ngốc ngốc xem lấy một màn trước mắt. Ba đại thiên tài toàn bộ bỏ mình, Hoàng Hằng bị đóng ở trên vách núi, chỉ có Diệp Thần trấn trụ toàn trường. Hoàng Yến huynh, ngươi không sao chứ? Diệp Thần hỏi. Hoàng Yến ngốc ngốc nói, không có. Không có việc gì, Diệp đại ca, ngươi. Tại túc mệnh chi hoàn chúc phúc dưới, phục sinh sau hắn, trạng thái thân thể phi thường tốt, thiên cơ bắt phía dưới, hắn cũng dần dần biết nơi này chuyện gì xảy ra. Diệp Thần gật đầu nói, ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi nhị ca, sống hay chết, liền nhìn ngươi làm sao quyết định, muốn giết hắn sao. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần thi triển đại hoang thâu thiên thuật, một đầu hắc ám bàn tay lớn, giữ lại Hoàng Hằng cổ. Chỉ cần Hoàng Yến gật đầu, Diệp Thần lập tức liền muốn động sát thủ, giống giết chết Tiêu Thiên Tuyệt như vậy, đem Hoàng Hằng sống sờ sờ thôn phệ hết. Hoàng Hằng thân thể đang run rẩy, lời cũng không dám nói. Không. Diệp đại ca, được rồi, đừng giết ta nhị ca. Hoàng Yến cuống quýt ngăn lại, chỉ sợ Diệp Thần ra tay giết người. Diệp Thần sửng sốt một chút, cau mày nói, hắn đều giết ngươi một lần, ngươi còn muốn buông tha hắn. Hoàng Yến thở dài một hơi, nói, hắn dù sao cũng là ta nhị ca, ta không muốn thủ túc tương tàn. Diệp Thần cau mày nói, hắn tâm thuật bất chính, lần này thả hắn, về sau hắn đoán chừng sẽ còn trả thù ngươi, giữ lại cũng là tai họa. Hoàng Yến thở dài, cái kia, vậy liền phế bỏ tu vi của hắn, khiến cho hắn làm người bình thường tốt. Nghe vậy, Diệp Thần gật đầu, đây cũng là một cái biện pháp. Cũng tốt, chỉ cần phế bỏ Hoàng Hằng tu vi, đối phương liền không có trả thù khả năng. Ngay sau đó, Diệp Thần thi triển đại hoang thâu thiên thuật, liền bắt đầu đánh cắp Hoàng Hằng trong cơ thể thiên nguyên thần cách. Thiên nguyên cảnh võ giả, là trung vị thần, thần cách có chút mạnh mẽ. Chỉ cần trộm đi Hoàng Hằng thần cách, hắn liền sẽ biến thành phế nhân, tu vi mất hết. Không. Diệp Thí Thiên, ngươi không thể trộm đi thần cách của ta. Hoàng Hằng hoảng sợ chấn nộ, lại hướng Hoàng Yến lớn tiếng nói. Hoàng Yến, ngươi giết ta luôn đi, ta biến thành phế nhân, sống sót lại có ý nghĩa gì? Hoàng Yến thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng cũng không có lại ngăn cản Diệp Thần. Hắn biết, nhất định phải phế bỏ Hoàng Hằng tu vi, mới có thể đoạn tuyệt hết thảy tai họa ngầm, không cho huynh đệ tương tàn cục diện tái hiện. A a a! Tại Hoàng Hằng liên tục giữa tiếng kêu gào thê thảm, Diệp Thần trộm đi hắn thần cách, trực tiếp thôn phệ hết. Hoàng Hằng vẻ mặt vàng xám, toàn thân tinh khí tan hết, đã cùng người chết không sai biệt lắm. Hoàng Yến yên lặng đi qua, đưa hắn cứu lại, nói, nhị ca, chúng ta về nhà đi. Thần cách bị trộm đi Hoàng Hằng, đã mất hết can đảm, như cái xác không hồn, cũng không có đáp lại Hoàng Yến, thất lạc ánh mắt như cương thi. Diệp Thần tâm bên trong không hề bị lay động, Hoàng tộc nhân quả, xem như chấm dứt. Về sau Hoàng Yến cùng Hoàng Hằng ở giữa, lại có chuyện gì, cũng không có quan hệ gì với hắn. Diệp đại ca, ta muốn đi trở về. Hoàng Yến yên lặng hướng Diệp Thần đạo. Diệp Thần gật đầu, nói, đi thong thả. Vừa chỉ rớt xuống đất thần anh mộc, nói, còn có các ngươi nhà thần vật. Hoàng Yến nhìn thần anh mộc liếc mắt, lắc đầu, nói, này thần anh mộc, bị ta nhị ca làm dùng quá độ, cuối cùng một tia linh khí nội tình, đều bị hao hết, đã cùng bình thường cây khô không sai biệt lắm, không còn tác dụng gì nữa. Ta cáo từ trước, hắn cũng không có nhặt về thần anh mộc, bởi vì cái kia đã là một đoạn phế bỏ đầu gỗ, hắn yên lặng mang theo Hoàng Hằng, cùng Diệp Thần từ biệt, quay người ra hẻm núi, đi về nhà. Diệp Thần tâm nghĩ khẽ động, đem trên mặt đất cái kia đoạn thần anh mộc nhặt lên, quả nhiên thấy linh khí nội tình đã hao hết. Hẳn là có biện pháp nào khôi phục a? Diệp Thần nhíu mày nghĩ thầm, này đoạn thần anh mộc, nguồn gốc từ thần anh cây. Mà thần anh cây, là bến bờ vũ trụ thần thụ, không phải tầm thường. Làm bến bờ vũ trụ, xuất hiện hắc ám sa đọa dấu hiệu lúc, thần anh cây liền sẽ hiển hóa ra báo hiệu, tùm lá cây cùng xinh đẹp cây hoa anh đào, sẽ xuất hiện khô héo dấu hiệu. Năm đó Viêm Thiên Đế chỗ anh chủng thế gia, liền là thấy được thần anh cây khô héo, cho nên mới cấp tốc đào vong đến không không lúc nào không. Thần anh cây thần bí như vậy cùng vĩ đại, Diệp Thần trong tay thần anh mộc, coi như mất đi linh khí, hắn cũng không muốn vứt bỏ đi. Suy nghĩ một chút, mới Diệp Thần liền đem này đoạn thần anh mộc, cất giữ đến trong cơ thể vạn hoa đồng huyễn giới bên trong, giao cho Thân Hạc cùng Tiểu Mộng bảo quản lấy. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần lại đem Từ Phàm cùng Tiêu Phi thi thể,
sau lưng ẩn chứa tuyến thời gian, toàn bộ bóp tắt đi, phòng ngừa bọn hắn phục sinh, cuối cùng lại vận chuyển đạo tông đúc đan thuật, trực tiếp đem bọn hắn rèn đúc thành đan dược cho cắn nuốt hết. Lại thôn phệ hai vị thiên tài, Diệp Thần trong nháy mắt lĩnh ngộ băng thiên đạo cùng huyền thiên đạo diệu pháp, đủ loại áo nghĩa theo trong lòng lướt qua, mà lại đan điền tại đại lượng linh khí huyết khí bổ dưỡng dưới, một hồi nóng bỏng phát nhiệt, tu vi cũng đi theo tăng lên. Diệp Thần tu vi, hết sức thuận lợi liền đi tới thần đạo cảnh ba tầng trời trung giai mức độ. Tiêu Thiên Tuyệt, Từ Phàm, Tiêu Phi ba đại thiên tài, toàn bộ bỏ mình, trên người bọn họ huyết tinh, tự nhiên cũng toàn bộ về Diệp Thần. Trận này hẻm núi thí luyện, chặn đánh giết huyết ma khôi lỗi, thu thập huyết ma khôi lỗi rơi xuống huyết tinh. Cuối cùng, thu thập huyết tinh số lượng nhiều nhất một nhóm người, liền có thể thu được đi tới Hoang Thiên Thần Quốc tư cách. Diệp Thần thu hoạch được ba đại thiên tài huyết tinh, số lượng khẳng định là đầy đủ. Hắn ngay tại hẻm núi trong sơn động chờ, yên lặng chờ đợi thí luyện kết thúc, một bên yên lặng cảm ngộ thâu thiên nói, băng thiên nói, huyền thiên đạo diệu pháp. Trong hạp gốc, rất nhiều thí luyện người tham dự, tại cảm nhận được ba đại thiên tài ngã xuống tin tức về sau, đều là vô cùng chấn động. Diệp Thần cũng không để ý tới ngoại giới chấn động, yên lặng tu luyện cảm ngộ. Cuối cùng, tại mấy ngày sau, thí luyện kết thúc, một chiếc to lớn cổ lão phi thuyền, oanh long long cuốn sạch lấy khí lưu, theo Hoang Thiên Thần Quốc bên kia bay tới, rất nhanh liền bay đến hẻm núi vùng trời. Tại trên phi thuyền, có chư cường hãn bao nhiêu thủ vệ, còn có chút thân mặc áo đen trang phục nam tử, bọn hắn trên quần áo đều in một cái bảng chữ. Hoang tộc thí luyện kết thúc, có được 100 miếng huyết tinh trở lên người tham dự, có thể tính thông qua sát hạch, có thể đi tới Hoang Thiên Thần Quốc, thỉnh lên thuyền. Một cái hộ pháp ăn mặc thanh niên nam tử, lớn tiếng tuyên bố, phi thuyền lơ lửng tại hẻm núi phía trên. Trong hạp gốc, rối loạn tưng bừng, rất nhiều đạt đến điều kiện người tham dự, dồn dập phóng lên tận trời, leo lên phi thuyền. Diệp Thần tự nhiên cũng đạt tới điều kiện, lúc này bay đến trên phi thuyền. Ta phô gọi bàng Kim Hải, là trong hoàng cung trấn thủ hộ pháp, đầu tiên, chúc mừng các ngươi thông qua được thí luyện, có thể một lần nữa trở về Hoang Thiên Thần Quốc. Bây giờ Hoang Thiên Thần Quốc bên trong, nữ đế bệ hạ thân thể khó chịu, ẩn cư dưỡng sinh, các loại việc lớn, đều là do bàng thiên sư quyết đoán, các ngươi đến Hoang Thiên Thần Quốc về sau, chỉ cần tuân theo bàng thiên sư ý chỉ, không thể có mảy may vi phạm kháng nghịch, bằng không bàng thiên sư trách tội xuống, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, biết không? Lúc trước cái kia hộ pháp cường giả, lớn tiếng hướng về mọi người phát biểu. Biết, mọi người dồn dập cung kính xưng phải, không dám có chút chống lại. Khó được có cơ hội quay về Hoang Thiên Thần Quốc, bọn hắn tự nhiên không muốn lại bị đuổi ra ngoài, dù sao tử vực điều kiện quá ác liệt. Diệp Thần giữ im lặng, trong đầu hiện ra trí nhớ, là cái kia ba đại thiên tài trí nhớ, bên trong có rất nhiều Hoang Thiên Thần Quốc bí mật. Hộ pháp bàng Kim Hải nói tới bàng thiên sư, tên gọi bàng Thanh Cốc, tu vi 10 điểm cường hãn. Bàng gia đã từng thuộc về Sửu thần tộc, là huyết tự cờ chúa tể. Nhưng sau này bị Hoang Thiên Đế trấn áp, đã thành tâm quy thuận, vạn cổ đến nay, tận tụy, tận hết chức vụ, phụ trợ lấy Hoang Phi Vũ Cơ nữ đế. Nhưng gần nhất những năm này, người người đều biết, Hoang Thiên Đế lưu tại bàng gia huyết mạch ấn ký, đã dần dần buông lỏng, bàng gia tùy thời đều có phản loạn khả năng. Hiện tại Hoang Thiên Thần Quốc bên trong, liền là người người đều biết bàng thiên sư muốn phản, liền đợi đến hắn phản kỳ dơ lên một khắc này. Hoang tộc cường giả rất nhiều. Có thật nhiều chung với Hoang Phi Vũ Cơ nữ đế cường giả, đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần bàng thiên sư dám phản, bọn hắn liền dám động thủ giết tới thần quốc bên trong đi. Bàng gia thế lực mặc dù lớn, nhưng hoang tộc dòng chính thế lực, cũng không phải ăn chay. Hai phái thế lực tại Hoang Thiên Thần Quốc bên trong, ám lưu hung dũng, rằng co tranh đấu, trước mắt là người này cũng không thể làm gì được người kia. Hoang Thiên Thần Quốc sự vụ ngày thường, do bàng gia cầm giữ. Mà hạch tâm nhất binh quyền, thì do hoang tộc nắm giữ, địa vị ngang nhau. Diệp Thần liền thấy, tại trên phi thuyền, ngoại trừ bàng gia sở thuộc võ giả bên ngoài, còn có hoang tộc thị vệ, dẫn đầu là một người mặc màu đỏ chiến giáp, thân thể khỏe đẹp cân đối nữ tử. Nàng tại bàng Kim Hải lên tiếng hoàn tất về sau, liền nhanh chân đi ra, cao giọng nói. Ta là nữ đế bệ hạ thiếp thân thị vệ trưởng, Liễu Cầm Nhi. Dựa theo lệ cũ. Ta cần các ngươi cảm ngộ Hoang Thiên Võ Bia. Tại cảm ngộ quá trình bên trong, các ngươi tinh thần khả năng nhận trùng kích,
nhưng yên tâm, đây là hiện tượng bình thường. Này Hoang Thiên Võ Bia, có thể ban cho các ngươi Thái Hoang Tam Tuyệt Đạo Minh Ngộ, cũng có thể kiểm trắc đạo tâm của các ngươi, nếu là đối nữ đế bệ hạ nghi ngờ có địch ý, hiện tại có khả năng lập tức rời đi, miễn cho bị Hoang Thiên Võ Bia điều tra ra, đại gia vạch mặt liền khó coi. Liễu Cầm Nhi móc ra một khối ngọc bội, linh khí quán chú đi vào, một đường to lớn bia đá hư ảnh, liền trên không trung nổi lên. Diệp Thần biết, đây là Hoang Thiên Võ Bia pháp bảo hư ảnh. Hoang Thiên Võ Bia, là hoang tộc một khối cổ lão bia đá, truyền thuyết là một vị viễn cổ cường giả bí ẩn chế tạo, có khó lường uy lực. Bất luận cái gì tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc người, đều cần trước đi qua Hoang Thiên Võ Bia kiểm nghiệm, nếu có người có mang địch ý, muốn hoang phi vũ cơ nữ đế mưu đồ làm loạn, lập tức liền sẽ bị điều tra ra. Hoang Thiên Võ Bia bia trên thân, khắc họa lấy Thái Hoang Tam Tuyệt Đạo đủ loại diệu pháp, cảm ngộ Hoang Thiên Võ Bia, liền có khả năng đạt được Thái Hoang Tam Tuyệt Đạo chúc phúc. Nhìn thấy Hoang Thiên Võ Bia hư ảnh, ở đây hoang các tộc nhân, liền dồn dập phóng xuất ra thần thức của mình, nếm thử cùng Hoang Thiên Võ Bia thành lập câu thông, lấy được cộng minh, thu hoạch được cảm ngộ. Diệp Thần cũng là thả ra thần thức, cảm ngộ Hoang Thiên Võ Bia. Ông, Diệp Thần thần thức, vô cùng thuận lợi, liền cùng Hoang Thiên Võ Bia thành lập cộng minh. Thoáng chốc ở giữa, Diệp Thần cảm giác được, có một cỗ bàng bạc như thủy triều tin tức chảy, điên cuồng tràn vào trong đầu của chính mình. Đó chính là Hoang Thiên Võ Bia truyền đến cảm ngộ, ẩn chứa trong đó thâu thiên nói, băng thiên nói, huyền thiên đạo đủ loại diệu pháp áo nghĩa. Tại đây cảm ngộ phía dưới, Diệp Thần đối này tam môn đạo pháp lĩnh ngộ, cũng là cấp tốc tăng lên. Chỉ bất quá, mặt khác hoang tộc người, tinh thần lực liền không có Diệp Thần cường đại như vậy, tại cảm ngộ Hoang Thiên Võ Bia thời điểm, không ít người nhận nghiêm trọng trùng kích, dồn dập phát ra tiếng kêu thảm, vội vàng đem thần thức thu hồi lại. Diệp Thần một mực duy trì thần thức cộng minh, chỗ mi tâm thậm chí bốc cháy lên thần hồn chi hỏa, cùng Hoang Thiên Võ Bia cộng minh liên hệ, càng thấu triệt. Thậm chí hốt hoảng ở giữa, Diệp Thần sản sinh ra một cỗ kỳ diệu cảm ngộ, cảm giác được Hoang Thiên Võ Bia thực thể, ngay tại xa xôi Hoang Thiên Thần Quốc chỗ sâu. Trước mắt Liễu Cầm Nhi chỗ thả ra, chẳng qua là Hoang Thiên Võ Bia một đạo pháp bảo hư ảnh, chân chính võ bia, còn không người có thể cảm ứng được. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thần tại cùng Hoang Thiên Võ Bia thành lập cộng minh về sau, không ngừng đi sâu, liền dần dần bắt được Hoang Thiên Võ Bia thực thể chỗ, muốn dần dần nhận chủ, trở thành pháp bảo của hắn. Tình huống như vậy, là vạn cổ không thấy, trước kia còn từ xưa tới nay chưa từng có ai thử qua, có thể cùng Hoang Thiên Võ Bia bản thể, thành lập liên hệ. Liễu Cầm Nhi một hồi giật mình, chỉ thấy Diệp Thần trên thân, toát ra từng sợi kim quang, cùng phía chân trời xa xôi cộng minh lấy. Oanh long long, phương xa, Hoang Thiên Thần Quốc chỗ sâu, truyền đến to lớn chấn động, bão táp đan sen, hoang cổ khí tức tràn ngập, áng vàng đầy trời, đỏ mây năm màu cuồn cuộn, các loại viễn cổ hung thú huyễn tượng hiển hiện, đầy trời gào thét xé rách, rung động tâm thần của người ta, giống như có cái gì cổ lão mạnh vật lớn, tức sắp xuất thế. Đó là cái gì? Trời ạ, chẳng lẽ chôn dưới đất Hoang Thiên Võ Bia, muốn xuất thế rồi? Tiểu tử này là người nào, hắn thế mà có thể kinh động Hoang Thiên Võ Bia, Hoang Thiên Võ Bia muốn nhận hắn làm chủ sao? Vô số kinh ngạc rung động thanh âm vang lên, từng cái hoang tộc người tầm mắt, vô cùng kinh hãi hội tụ tại Diệp Thần trên thân. Tất cả mọi người, đều có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, Diệp Thần khí tức, đã cùng cổ lão Hoang Thiên Võ Bia, sinh ra một tia vận mệnh thâm hậu liên lạc. Hoang Thiên Võ Bia, là hình hoang tộc chí bảo một trong, một mực chôn giấu tại dưới mặt đất. Truyền thuyết, một khi có người có thể dẫn động Hoang Thiên Võ Bia, đem Hoang Thiên Võ Bia triệu hồi ra thế, hoang tộc liền sẽ nghênh đón kinh thiên biến động. Mặc dù cỗ này biến động, không có người biết rõ là cái gì, nhưng tuyệt đối không đơn giản, rất có thể sẽ cho hoang tộc mang đến phá vỡ kịch biến. Oanh long long, phương xa tiếng nổ vang rền, càng ngày càng mãnh liệt. Giống như thật muốn có đồ vật gì xuất thế. Liễu Cầm Nhi cùng Bàng Kim Hải sắc mặt, đều trở nên vô cùng kinh ngạc. Liễu Cầm Nhi tại trong lúc kinh ngạc, lại dẫn xúc động cùng không thể tưởng tượng nổi. Bàng Kim Hải thì là thân thể run rẩy, lộ ra một vệt khủng hoảng chi sắc. Tại vô số người kinh ngạc trong ánh mắt, quả nhiên liền thấy có một khối to lớn cổ lão bia đá, chậm rãi từ phương xa chân trời bay lên, cùng Diệp Thần lẫn nhau cộng minh lấy. Khối kia cổ lão bia đá, in một cái hoang chữ, truyền thuyết là hoang tộc thần vật,
một mực trấn thủ chạm đất mạch. Giờ phút này, phương xa hoang thiên võ bia, lại theo dưới nền đất bay lên, muốn hướng Diệp Thần phi tới. Diệp Thần trong lòng cũng là một hồi chấn động, hắn có dự cảm, này tòa hoang thiên võ bia, là hắn phá khai thái thản tròm sao thần thuật phong cấm then chốt. Tới đi, bảo bối, quy thuận ta. Diệp Thần tâm bên trong đọc thầm, liền muốn cách không thu lấy hoang thiên võ bia. Nhưng lúc này, phương xa chân trời, sương máu bốc lên, một cỗ cường đại xâm nghiêm, vô cùng lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, có từng tia từng sợi huyết khí, quấn chặt lấy hoang thiên võ bia, đem trọn tấm bia đá đều kéo hạ xuống. Trong khoảnh khắc, hoang thiên võ bia rơi xuống, phát ra ầm ầm nổ vang, hết thảy thần quang khí tượng, toàn bộ biến mất. Đột ngột rơi xuống hoang thiên võ bia, cũng làm cho đến Diệp Thần tinh thần, nhận chấn động to lớn, rên khẽ một tiếng. Mà ở đây hoang các tộc nhân, thấy hoang thiên võ bia rơi xuống, cũng là một hồi xôn xao kinh hô. Đây là có chuyện gì, hoang thiên võ bia xuất thế lại rơi xuống, đây cũng không phải là điểm tốt. Hoang thiên thần quốc sắp biến thiên, khả năng có kinh thiên tai họa muốn bùng nổ. Không được, đại loạn đem đến, lúc này tiến vào hoang thiên thần quốc, khả năng chỉ có một con đường chết, ta vẫn là tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Ta cũng không đi, hoang thiên võ bia rơi xuống, chính là điểm đại hung. Theo từng đợt rối loạn, rất nhiều hoang tộc nhân đều thấy nguy hiểm, dồn dập theo trên phi thuyền nhảy xuống, tình nguyện một lần nữa trở lại tử vực bên trong, cũng không dám đi hoang thiên thần quốc. Bởi vì, hoang thiên võ bia rơi xuống, để bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm to lớn, đây là thiên đại điểm dữ, hoang thiên thần quốc rất có thể sắp biến thiên. Trong nháy mắt, chỉ ít có một nửa hoang tộc người, nhảy thuyền rời đi. Bọn hắn tham dự hẻm núi thí luyện, hạng gì gian khổ, mới có lên thuyền tư cách, nhưng bây giờ lại có nhiều người như vậy chọn rời đi. Có thể nghĩ, hoang thiên võ bia rơi xuống, điểm dữ báo trước đến cỡ nào nguy hiểm. Nữ đế bệ hạ, thấy hoang thiên võ bia rơi xuống, Liễu Cầm Nhi khuôn mặt tái đi, hai đầu lông mày xông lên một vệt nồng đậm lo lắng. Trái lại Bàng Kim Hải, lại là thở dài một hơi, một bộ âm thầm may mắn bộ dáng. Dừng một chút, Bàng Kim Hải trong đôi mắt, lại dẫn một vệt không dễ dàng phát giác mịt mờ sát khí, nhìn Diệp Thần liếc mắt. Cỗ này sát khí mặc dù 10 điểm mịt mờ, nhưng Diệp Thần tinh thần mẫn duệ, vẫn là trong nháy mắt bắt được. Cái tên này muốn giết ta. Diệp Thần tâm đầu chìm xuống, lập tức đề phòng. Hoang thiên võ bia là hoang tộc thần vật, hắn có thể triệu hoán dẫn động, lại phảng phất đưa tới Bàng Kim Hải cam thù cùng sát ý. Diệp Thần âm thầm lưu tâm, hắn nhiều thủ đoạn, chỉ muốn hắn làm tốt phòng bị, Bàng Kim Hải coi như nghĩ hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Phi thuyền một đường chạy, rất mau tới đến hoang thiên thần quốc bên ngoài tinh bích hệ. Tại tinh bích bên trong, sớm có cung đình vệ binh đang chờ đợi tiếp ứng, toàn bộ là Bàng Thiên Sư dưới trướng người. Phi thuyền tới gần về sau, bọn hắn lại không có mở ra tinh bích cho đi. Liễu Cầm Nhi quát, mau mở ra tinh bích cấm chế. Một cái cung đình vệ binh nói, Liễu đại nhân, hoang thiên võ bia rơi xuống, điềm đại hung buông xuống, thiên sư đại nhân nói cần phải xử lý, các ngươi lại chờ một chút chờ đợi. Bàng Kim Hải nói, đã có điểm giữ phải xử lý, vậy cũng không có biện pháp, chúng ta liền chờ đợi ở đây đi. Ánh mắt của hắn lại không để lại dấu vết nhìn về phía Diệp Thần. Liễu Cầm Nhi khẽ cắn môi, trong lòng không hiểu thấy lo lắng, hướng Bàng Kim Hải quát, Bàng Kim Hải, ngươi nếu là dám đùa nghịch trò gian gì, ta không tha cho ngươi. Dừng một chút, nàng lại hướng Diệp Thần đạo, ngươi đi theo ta. Diệp Thần gật đầu, biết Liễu Cầm Nhi là muốn bảo hộ hắn, liền theo Liễu Cầm Nhi, đi vào một chỗ yên lặng trong khoang thuyền. Liễu Cầm Nhi đóng lại buồng nhỏ trên tàu môn, nhìn xem Diệp Thần mang theo mặt nạ bộ dáng, mơ hồ nhìn thấy trên người hắn nhân quả mạch lạc, có chút xuất thần nói, ngươi gọi Diệp Thí Thiên. Luân hồi đạo thống người thừa kế. Diệp Thần đạo, đúng. Liễu Cầm Nhi trầm ngâm một thoáng, lẩm bẩm nói, luân hồi người thừa kế, quả nhiên không đơn giản, người thế mà có thể dẫn động hoang thiên võ bia. Diệp Thần đạo, dẫn động hoang thiên võ bia, nào sẽ như thế nào? Liễu Cầm Nhi lắc đầu nói, ta không biết, hoang thiên võ bia truyền thuyết, vô cùng cổ lão, muốn nữ đế bệ hạ mới có thể giải thích rõ ràng. Nhưng Bàng Kim Hải ánh mắt, nhìn ngươi hết sức không thích hợp, hắn khả năng muốn giết ngươi, đoán chừng là sợ hoang thiên võ bia thật bị ngươi trưởng khống, sẽ cho Bàng gia mang đến bất trắc tai ương. Chúng ta hoang tộc cùng Bàng gia mâu thuẫn, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết.
Diệp Thần đạo, hơi có nghe thấy. Liễu Cầm Nhi nói, ừm, từ giờ trở đi, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, một tấc cũng không rời, mãi đến tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc, ta sợ Bàng Kim Hải động sát thủ. Nàng cũng cảm giác được Bàng Kim Hải không có hảo ý, nếu là Diệp Thần xảy ra điều gì sai lầm, vậy thì phiền toái. Dù sao, Diệp Thần là có thể dẫn động Hoang Thiên Võ Bia tồn tại, đối hoang tộc tới nói, thân phận quá mấu chốt, phi thường trọng yếu. Liễu Cầm Nhi tình nguyện chính mình mới chết, cũng không muốn nhìn thấy Diệp Thần phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Diệp Thần nghe Liễu Cầm Nhi nói muốn chủ động bảo hộ hắn, có chút ngoài ý muốn. Nhưng đưa tới cửa bảo tiêu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu nói, được. Sau đó, Diệp Thần liền đi theo Liễu Cầm Nhi bên người, như nàng nói như vậy, một tấc cũng không rời. Hoang Thiên Thần Quốc đang ở trước mắt, nhưng bởi vì Hoang Thiên Võ Bia rơi xuống, toàn bộ thần quốc chấn động, ám lưu hung dũng, tinh bích hệ cấm chế cũng tiếp tục phong bế lấy, đến ban đêm cũng không có mở ra. Diệp Thần cùng rất nhiều hoang tộc người, trệ lưu tại trên phi thuyền, liền tại trên phi thuyền qua đêm. Liễu Cầm Nhi sợ Bàng Kim Hải sẽ đánh giết Diệp Thần, cho nên cùng Diệp Thần một tấc cũng không rời, coi như đến ban đêm đi ngủ nghỉ ngơi, hai người cũng là ngủ ở một cái buồng nhỏ trên tàu trong phòng. Liễu Cầm Nhi ngủ trên giường, Diệp Thần ngủ trên sàn nhà, hai người duy trì độ cao đề phòng, ngoài khoang thuyền lại có hộ vệ trấn thủ lấy, có thể nói không có sơ hở nào. Đêm khuya, Diệp Thần trong lúc ngủ mơ, bỗng nhiên bắt được một cỗ nguy hiểm to lớn. Hắn cảm thấy có một cỗ mịt mờ tinh thần lực, lặng yên không một tiếng động, mong muốn chui vào trong đầu của chính mình. Luồng tinh thần lực này, mịt mờ đến đáng sợ, cơ hồ bắt không đến một tia dấu vết. Nếu như không phải Diệp Thần thần biết mẫn duệ, thật đúng là không phát hiện được. Là Bàng Kim Hải thần thức, hắn muốn tiến vào trong mộng của ta. Chỉ một thoáng, Diệp Thần cảm giác được hết thảy, hắn có Liễu Cầm Nhi bảo hộ, Bàng Kim Hải vô pháp trực tiếp ra tay, lại muốn tiến vào mộng cảnh của hắn, dựa vào tinh thần sát phạt, đưa hắn diệt sát. Này trồng vào mộng thủ đoạn, vô cùng quỷ bí mịt mờ, nếu như là người bình thường, khẳng định phải trúng chiêu. Diệp Thần cảm nhận được Bàng Kim Hải tinh thần trùng kích, lập tức cố thủ thần hồn, không cho đối phương tiến vào mộng cảnh cơ hội. Bàng Kim Hải tinh thần, cũng không hề từ bỏ, còn đang trùng kích lấy Diệp Thần phòng ngự. Nhưng, Diệp Thần luân hồi đạo tâm cứng cỏi, coi như là thiên đế cao thủ, đều không thể xông phá đạo tâm của hắn, chớ nói chi là cái này Bàng Kim Hải. Chống cự một hồi, Diệp Thần tâm bên trong đột nhiên khẽ động, không bằng tương kế tự kế, đưa hắn để vào trong mộng của ta. Hắn nghĩ đến chính diện đối quyết, chính mình cũng không là Bàng Kim Hải địch thủ. Nhưng nếu như trong mộng đánh nhau, tinh thần chém giết, hắn ngược lại có thể chiếm thượng phong. Bởi vì, đơn thuần luận đạo tâm tinh thần, coi như cùng thiên đế cứng đối cứng, Diệp Thần đều mảy may không yếu. Chính diện đối quyết, hắn chưa chắc là Bàng Kim Hải địch thủ, nhưng tinh thần va chạm, hắn có lòng tin nghiền ép đối phương. Nếu có thể đánh giết Bàng Kim Hải, thôn vệ đối phương tinh thần, Diệp Thần có lẽ liền có thể biết, Bàng ra rất nhiều bí mật. Nghĩ như vậy, Diệp Thần quyết định tương kế tự kế, buông ra tinh thần phòng hộ, nhường Bàng Kim Hải thần thức, tiến vào chính mình trong mộng cảnh. Tại thả Bàng Kim Hải tiến đến trong nháy mắt, Diệp Thần đã xây dựng ra một giấc mơ thế giới. Cái này thế giới trong mộng, liền là một đầu thường thường không có gì lạ đường đi, người đi đường như dệt, hai bên cửa hàng lâm lập. Diệp Thần cùng Bàng Kim Hải, ngay tại trên đường phố, đối lập đi lại, dần dần tiếp cận. Bàng đại nhân, sớm. Diệp Thần cười lên tiếng chào. Bàng Kim Hải nhếch miệng lên cười lạnh độ cong, lại không để ý đến Diệp Thần chào hỏi. Nhìn xung quanh cảnh tượng, đột nhiên bóp quyết, chợt quát lên. Tinh không thần viêm, cho ta đốt diệt. Oanh! Theo Bàng Kim Hải trên thân thể, nổ lên từng sợi ẩn chứa tinh mang xí liệt hỏa diễm. Xí liệt hỏa diễm bùng cháy, phảng phất muốn đốt diệt hết thảy. Bàng Kim Hải cũng không nói nhảm, khi tiến vào Diệp Thần mộng cảnh về sau, liền trực tiếp động sát thủ, phải dùng thao thiên liệt hỏa, đem Diệp Thần mộng cảnh phá hủy. Tiến tới ép diệt thần hồn của Diệp Thần tinh thần, từ đó đi đến trong mộng giết người hiệu quả. Hắn trong lòng 10 điểm đắc ý, thầm nghĩ tiểu tử này cho là có Liễu Cầm Nhi bảo hộ, liền có thể gối cao không lo sao. Ta Bàng gia tinh không đạo pháp, tinh thần nhập mộng đạo pháp, lại không phải hắn có thể chống đỡ. Nhưng mà tiếp theo sát, Bàng Kim Hải nụ cười trên mặt liền đọng lại. Bởi vì hắn phát hiện,
tại hắn tinh không thần viêm, bộc phát ra về phía sau, cả con đường an ổn như trước, không có chút nào bị phá hủy dấu hiệu, liền người đi trên đường phố, cũng là an nhiên vô thương, dùng ánh mắt cổ quái đánh giá bảng Kim Hải, giống như đang nhìn một cái kẻ ngu. Hắn tinh không thần viêm, không có phát huy ra mảy may uy lực, hỏa diễm tại bốn phía quét qua, liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Cái này, chấm, không có khả năng. Bàng Kim Hải lập tức dùng mình, một luồng khí lạnh theo bàn chân đáy vọt tới, lập tức liền thấy không ổn, đưa tay xé mở một đầu vết nứt không gian, chui vào, liền muốn chạy trốn ra ngoài. Nhưng, hắn thân thể xuyên qua không gian vết nứt về sau, người vẫn là rơi xuống trên đường phố, cũng không thể rời đi. Bàng Kim Hải hoảng rồi, ánh mắt mang theo một vệt kinh dị, nhìn về phía Diệp Thần. Chỉ thấy thời khắc này Diệp Thần, khóe miệng lại là mang theo cười nhạt cho, nói, Bàng đại nhân, nếu tới, cần gì phải đi vội vã đâu. Bàng Kim Hải nhìn xem Diệp Thần trong mắt trêu tức chi ý, cảm thấy mình rơi vào thật sâu ác mộng trong tuyệt vọng, hắn yết hầu phát ra run rẩy tiếng động, nói, Diệp Thí Thiên, ngươi là tỉnh táo. Diệp Thần thiếu đạo, tỉnh táo cùng mộng ảo, hà tất được chia rõ ràng như vậy. Hắn vung tay lên, cả con đường đều bắt đầu vặn vẹo, hình ảnh vặn vẹo biến ảo, theo đường đi biến thành một tòa cung điện, hắn cùng Bàng Kim Hải liền ở trong đại điện mặt, có thật nhiều quần áo khinh bạc vũ nữ, vây quanh hai người khiêu vũ trêu chọc. Trước khi chết hưởng lạc một phiên, trong mộng chết đi, cũng tốt hơn tại bên ngoài trầm luân, không phải sao? Diệp Thần mỉm cười, vung tay lên, liền có mấy cái vũ nữ, cởi y phục xuống, thiếp thân quấn ở Bàng Kim Hải, cực điểm vui cười vũ mị. Bàng Kim Hải mồ hôi lạnh đều xuất hiện, tại hạ một sát, thiếp ở trên người hắn mỹ mạo vũ nữ, liền quay khúc biến dị thành từng đầu màu đen độc xà, tê tê thổ tín, ở trên người hắn bỏ qua bỏ lại. Này mảnh thế giới trong mộng, Diệp Thần liền là tuyệt đối chúa tể, vẫy tay một cái, có thể biến hóa muôn vàn, muốn cái gì liền có cái gì. Không, tiểu tử, người tinh thần, không có khả năng cường đại như vậy. Bàng Kim Hải phát ra khàn giọng tiếng kêu. Hắn không tin Diệp Thần tinh thần cùng đạo tâm, sẽ mạnh mẽ đến nước này, có thể cùng hắn đối kháng, thậm chí có thể áp chế hắn. Máu tu la ma kiếm, phá cho ta. Bàng Kim Hải một tiếng gầm thét, tinh thần lực sục sôi, cuối cùng dung chuyển Diệp Thần mộng cảnh, đem trọn tòa cung điện xé rách đến đập tan, quấn quanh lấy hắn thân thể độc xà cũng bay ra ngoài, hóa thành từng thanh phi kiếm màu đỏ ngòm, chém thẳng hướng Diệp Thần. Diệp Thần cười ha ha, tay vồ lấy. Liền đem cái kia mấy thanh huyết kiếm tiếp được, cũng hóa thành vài chén rượu. Hắn ngưỡng hầu đem cái kia vài chén rượu uống cạn, cười to nói, Bàng đại nhân, không biết là ai cho ngươi dũng khí, lại dám tiến vào trong mộng của ta. Bàng Kim Hải nhìn thấy chính mình toàn lực bùng nổ huyết kiếm, lại hóa thành vài chén rượu, lập tức sợ đến vỡ mật, đã cảm nhận được Diệp Thần tinh thần đạo tâm mạnh mẽ, hoàn toàn nghiền ép hắn. Không, ngươi chẳng qua là thần đạo cảnh. Người tinh thần lực cùng đạo tâm, không có khả năng mạnh mẽ đến nước này. Trừ phi ngươi là... Bàng Kim Hải thân thể run rẩy, mơ hồ đã đoán được cái gì. Ha ha, Bàng đại nhân, ta mời ngươi một chén. Diệp Thần cười một thoáng, tại Bàng Kim Hải bên người, liền xuất hiện hai cái đại hán vạm vỡ, đem hai cánh tay hắn chế trụ, sau đó lấy ra một chén màu đen rượu độc, hướng trong miệng hắn rót vào. Thế giới trong mộng, Diệp Thần muốn cái gì? Liền có cái gì, căn bản không nhận bất luận cái gì hạn chế. Ô, Bàng Kim Hải liều mạng giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thể thoát khỏi Diệp Thần trưởng khống, lúc này liền bị rót hạ độc rượu, thân thể run rẩy mấy lần, liền mềm cúi xuống đã chết đi. Thuận lợi như vậy liền giải quyết Bàng Kim Hải, xem ra tại thế giới trong mộng, ta quả nhiên là vô địch tồn tại. Diệp Thần nhìn thấy Bàng Kim Hải chết đi, hài lòng gật gật đầu, tinh thần cũng là buông lỏng xuống. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thần tinh thần buông lỏng thời điểm, Bàng Kim Hải thi thể, đột nhiên sống lại, hai mắt nổ bắn ra lăng lệ hung tàn mang khí, như quỷ mị vồ giết về phía Diệp Thần, thừa dịp Diệp Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền tóm lấy Diệp Thần cổ. Tiểu tử, thời gian của ta đường vô tận, trong mộng ngươi lại vô địch, có thể diệt đến tận ta tuyến thời gian sao? Bàng Kim Hải biểu lộ vô cùng hung tàn, hắn có vô số đầu tuyến thời gian, coi như bị Diệp Thần giết chết. Cũng có thể phục sinh. Diệp Thần tinh thần lực, không sớm thì muộn có suy kiệt thời điểm, mà thời gian của hắn đường, lại gần như vô tận. Bị Bàng Kim Hải bắt lấy cổ Diệp Thần, thân thể hóa thành từng mảnh cánh hoa hạ xuống.
Sau đó, Diệp Thần thân ảnh liền xuất hiện ở Bàng Kim Hải sau lưng. Nguyên lai người tại trong mộng của ta cũng có thể phục sinh sao? Bất quá người tuyến thời gian lại nhiều, ở trước mặt ta đều là không có khác biệt. Ngục Hoàng Tà Cung, triệt để gạt bỏ. Diệp Thần tầm mắt lãnh khốc, trong tay nổ lên cuồn cuộn ma khí, ký kết ra một tòa địa phủ cung điện, chính là Ngục Hoàng Tà Cung, luân hồi chi bàn tại cung điện bên trên chậm rãi chuyển động. Đây là ma ngục mệnh tinh lưu truyền tới thần thông, người quả nhiên là. Bàng Kim Hải thanh âm khàn giọng, nhìn xem cái kia hắc ám lạnh lùng Ngục Hoàng Tà Cung, hắn triệt để hoảng sợ tuyệt vọng. Thân thể của hắn, tại chỗ liền bị Ngục Hoàng Tà Cung hút vào, linh hồn lọt vào luân hồi chi bàn cắn giết, phát ra trận trận bén nhọn tiếng kêu thảm thiết thê lương. Diệp Thần cho tới bây giờ không nghĩ tới, một người kêu thảm, sẽ thê lương bén nhọn đến nước này. Cũng có thể là bởi vì, nơi này là mộng cảnh của hắn, là hắn tinh thần một bộ phận. Bàng Kim Hải linh hồn, tại đây bên trong bị cắn giết, đối Diệp Thần tinh thần trùng kích, cũng là vô cùng to lớn. Chỉ một thoáng, Bàng Kim Hải rất nhiều trí nhớ, tu luyện đạo thống, liền toàn bộ như nước chảy tụ hợp vào Diệp Thần tinh thần trong đầu, mang tới lực trùng kích càng là hung mãnh mạnh mẽ. Cũng may mà Diệp Thần luân hồi đạo tâm mạnh mẽ, thần thức hùng hậu, bằng không, thật đúng là không chịu nổi lớn như vậy trùng kích. Bàng Thiên Sư, Viêm Thiên Đế chân trái. Bàng Gia Lão Tổ, bảy ác mộng trận. Diệp Thần cảm thụ được Bàng Kim Hải trí nhớ, lại bắt được hai đầu cực kỳ trọng yếu manh mối. Đầu tiên, cái kia Viêm Thiên Đế chân trái, lại có thể là bị Bàng Gia gia chủ đương thời, Hoàng Thiên Thần Quốc Thiên Sư, Bàng Thanh Cốc nắm trong tay ở. Diệp Thần vẫn muốn Viêm Thiên Đế chân trái, nếu như bị Thiên Sư Bàng Thanh Cốc trưởng khống, chuyện kia liền trở nên khó giải quyết. Muốn từ Bàng Thiên Sư trong tay cướp đoạt Viêm Thiên Đế chân trái, không thể nghi ngờ là chuyện phi thường khó khăn tình. Còn có, theo Bàng Kim Hải trong trí nhớ, Diệp Thần còn biết một cái bí mật kinh người. Nguyên lai Bàng Gia Lão Tổ Tông, thế mà liền là bảy ác mộng trận trận nhãn một trong. Bàng Gia Lão Tổ Tông, cũng uống qua ác mộng suối chi thủy. Này Bàng Gia, thế mà còn cùng bảy ác mộng trận có quan hệ. Diệp Thần lập tức thấy ngưng trọng, bảy ác mộng trận không thể coi thường. Bàng Gia cùng bảy ác mộng trận dính líu quan hệ, kia liền càng khó đối phó. Được rồi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chờ bước vào Hoang Thiên Thần Quốc lại nói. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, dự cảm đến Hoang Thiên Thần Quốc vị kia nữ đế, Hoang Phi Vũ Cơ, liền là phá cục then chốt. Ngay sau đó, Diệp Thần theo thế giới trong mộng tỉnh lại, trong mộng chỉ mới qua giản ngắn ngủi thời gian, nhưng trở lại hiện thực về sau, trời đều đã sáng. A. Một hồi kêu thê lương thảm thiết, từ nơi không xa buồng nhỏ trên tàu truyền ra, đem Liễu Cẩm Nhi cũng đánh thức. Đó là Bàng Kim Hải tử vong trước phát ra kêu thảm. Nghe được Bàng Kim Hải kêu thảm, Liễu Cẩm Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Thần liếc mắt, mơ hồ đoán đến cái gì. 2 phút đồng hồ về sau, Bàng Kim Hải chết bất đắc kỳ tử tin chết, chính là truyền khắp toàn bộ phi thuyền, tất cả mọi người đều là chấn động. Phải biết, Bàng Kim Hải có thể là Bàng gia tinh nhuệ. Là Hoang Thiên Thần Quốc trong Hoàng Cung vệ hộ pháp, cứ như vậy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, quả thực làm người chấn kinh. Trên phi thuyền, Bàng Gia một ít trưởng lão, nếm thử suy tính Bàng Kim Hải trên người nhân quả mạch lạc, lại là không có tra được nửa điểm đông tây. Bàng Kim Hải chính là như vậy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, linh hồn đã hoàn toàn tan biến, đại não hoàn toàn bị xoắn nát thành bột nhão, tràng diện rất là quỷ dị. Người nhà họ Bàng bất đắc dĩ. Đành phải đem tin tức truyền về Bàng Gia bên trong đi. Thủ hộ tinh bích hệ cung đình vệ binh, toàn bộ là người nhà họ Bàng, tại biết Bàng Kim Hải tin chết về sau, bọn hắn cũng là chấn kinh, trực tiếp liền đem tinh bích hệ mở ra, thả phi thuyền tiến đến, cũng không nói cái gì Hoang Thiên võ bia rơi xuống, có đại hung báo hiệu không tiện. Liễu Cẩm Nhi, nhất định là ngươi hại chết Bàng Kim Hải đại nhân. Có người nhà họ Bàng hung tợn hướng về phía Liễu Cẩm Nhi nói. Bàng Gia cùng Hoang tộc ân oán, đã dần dần đạt tới ở bề ngoài. Ta không có. Liễu Cẩm Nhi lập tức tức giận, Bàng Kim Hải chết, nàng cũng không xác định chân tướng. Bất quá, người nhà họ Bàng cũng không tin. Bàng Gia rất nhiều hộ vệ, đều theo trên phi thuyền rút lui xuống tới, một cái Bàng Gia trưởng lão lạnh lùng nói. Liễu Cẩm Nhi, chờ chúng ta hướng Thiên Sư Đại Nhân bẩm báo, định không tha cho ngươi. Liễu Cẩm Nhi bị chọc giận quá mà cười lên, nói, tùy cho các ngươi.
Nếu Bàng gia thị vệ đều xuống thuyền, nàng cũng là cao hứng nhìn thấy một màn này. Hướng rất nhiều thông qua được thí luyện hoang tộc có người nói, chúng ta đi, ta mang các ngươi đi yết kiến nữ đế bệ hạ. Phi thuyền xuyên qua tinh bích hệ về sau, Liễu Cầm Nhi liền thao túng phi thuyền, hướng hoang thiên thần quốc đế đô bay đi. Hoang thiên thần quốc cương thổ bao la, vô cùng minh mông, theo tinh bích hệ chỗ, bay đến đế đô, cho dù là ngồi phi thuyền, cũng cần lớn nửa ngày thời gian. Phi thuyền xuyên vân phá không, dự tính tại đêm nay mặt trời lặn trước, liền có thể đến đế đô. Bàng Kim Hải chết, Liễu Cầm Nhi hoài nghi là Diệp Thần làm, liền đem Diệp Thần lặng lẽ kéo đến trong khoang thuyền, hạ giọng hỏi, Diệp Thí Thiên, người nói cho ta biết, có phải hay không là ngươi giết Bàng Kim Hải? Diệp Thần mỉm cười, nói ta nói không phải, ngươi tin không? Liễu Cầm Nhi đôi mắt đẹp chớp động, trở nên kích động cùng mừng rỡ, nói, ngươi quả nhiên lợi hại. Bất quá, ngươi giết chết Bàng Kim Hải, không sớm thì muộn sẽ bị Bàng Thanh Cốc nhìn rõ thiên cơ, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Cầm Nhi nói tới Bàng Thanh Cốc, chính là Hoang Thiên Thần Quốc tiếng tăm lừng lẫy thiên sư lớn làm thịt. Vị này Bàng Thiên Sư, cũng là Bàng gia gia chủ đương thời. Chờ đi đến đế đô về sau, ngươi muốn thành tâm cung phụng nữ đế bệ hạ, chỉ có nữ đế bệ hạ có thể bảo hộ ngươi. Liễu Cầm Nhi lại dần dần căn dặn, rõ ràng là nghĩ lôi kéo Diệp Thần. Diệp Thần có thể đánh giết Bàng Kim Hải, biểu hiện ra mãnh liệt như vậy sức chiến đấu, nếu có thể lôi kéo đến nữ đế trận doanh bên trong, tương lai hoang tộc đối kháng Bàng gia, cũng sẽ nhiều mấy phần phần thắng. Diệp Thần gật gật đầu, hắn cũng dự cảm đến, cái này Bàng Thiên Sư. Là cái nhân vật hết sức nguy hiểm, Viêm Thiên Đế chân trái cũng tại trong tay đối phương. Muốn kháng Bàng Thiên Sư, chiếm lấy Viêm Thiên Đế chân trái, hoang tộc cùng hoang phi vũ cơ nữ đế trợ lực, ắt không thể thiếu. Diệp Thần cùng Liễu Cầm Nhi, trở lại bong thuyền, phi thuyền dần dần lái vào một mảnh to lớn bình nguyên phía trên. Phiến bình nguyên này, một mảnh cho tàn màu sắc, 10 điểm hoang vu, không có bất kỳ cái gì thực vật cùng sinh linh tồn tại, cũng chỉ có cho tàn. Còn có một tòa tòa đã sớm hủy hư tế đàn cổ xưa. Bắc Hải Hoang Nguyên đến, khởi động ích tà phù trận. Liễu Cầm Nhi mệnh lệnh hạ xuống, rất nhiều thị vệ cùng kêu lên lĩnh mệnh, mở ra một cái phù trận, chỉnh chiếc phi thuyền ông ông tác hưởng, thân thuyền bên trên hiện ra từng nét bùa chú, hình thành một cái trận pháp huyền ảo. Diệp Thần nhìn thấy rất nhiều thị vệ, còn có Liễu Cầm Nhi, đều là sắc mặt nghiêm túc, bộ dáng như lâm đại địch, có chút hiếu kỳ hỏi. Liễu cô nương, này Bắc Hải Hoang Nguyên rất nguy hiểm sao? Liễu Cầm Nhi ngưng trọng nói, dĩ nhiên nguy hiểm, Diệp Thí Thiên, người mới đến, khả năng còn không biết Bắc Hải Hoang Nguyên đáng sợ. Nơi này, đã từng là Hoang Thiên Võ Bia rèn đúc chỗ. Diệp Thần tầm mắt sáng lên, Hoang Thiên Võ Bia rèn đúc. Liễu Cầm Nhi nói, đúng vậy, Hoang Thiên Võ Bia, là một vị siêu cấp cường giả đúc thành. Vị cường giả kia... Là Hoang Thiên Đế Lão Tổ bằng hữu, thực lực cũng cùng Hoang Thiên Đế Lão Tổ tương đương, vô cùng lợi hại. Tại Hoang Thiên Đế Lão Tổ ngã xuống về sau, vị cường giả kia, vì bảo hộ hoang tộc hậu đại, liền hao tổn tận tâm huyết, chế tạo ra Hoang Thiên Võ Bia, chôn dưới đất, dùng tới chấn thủ địa mạch, tránh cho này mảnh thời không thế giới, gặp hắc ám pháp tắc ăn mòn. Diệp Thần kinh ngạc, hỏi cường giả kia tên gọi là gì? Hoang Thiên Võ Bia rèn đúc người. Thực lực có thể cùng Hoang Thiên Đế tương đương, khẳng định là không phải tầm thường. Liễu Cầm Nhi lắc lắc đầu nói, ta không biết, đây là phi thường cổ lão bí mật, ta là ngoại tộc người, sau này mới gia nhập hoang tộc, thậm chí liền dòng họ đều không có sửa đổi. Hoang Thiên Võ Bia rất nhiều bí mật, ta cũng biết không nhiều, chỉ biết là vị cường giả kia, tại chế tạo ra Hoang Thiên Võ Bia về sau, liền ẩn độn mà đi. Mà Hoang Thiên Võ Bia, rèn đúc suốt thế ngày. Mạnh mẽ khí tức quét ngang hết thảy, ép diệt hư không, dẫn đến vạn dặm dãy núi bị san thành phế tích, hóa thành cho tàn, liền là bây giờ này mảnh Bắc Hải Hoang Nguyên. Bắc Hải Hoang Nguyên hư không, cũng bị xé nứt, có thật nhiều hỗn độn thiên ma, theo trong cái khe không gian leo ra, điên cuồng bừa bãi tàn phá. May mắn, những hỗn độn thiên ma đó, vô pháp rời đi Bắc Hải Hoang Nguyên phạm vi lãnh địa, chỉ cần không bước vào Bắc Hải Hoang Nguyên, liền sẽ không lọt vào hỗn độn thiên ma tập kích. Nơi này, cũng bị ta Hoang Thiên Thần Quốc, liệt vào cấm địa, lúc bình thường, là không cho phép người bước vào. Diệp Thần hiểu được, vừa nghi ngờ hỏi, Liễu cô nương, vậy ngươi lại để cho phi thuyền lái vào nơi này? Không sợ nguy hiểm không?
Liễu Cầm Nhi nói, đầu này đường tuyến, có thể nhanh nhất đến đế đô, đi mặt khác đường đều quá xa, người yên tâm, chỉ cần mở ra ích tà phù trận, liền sẽ không nhận hỗn độn thiên ma công kích. Nàng nhìn phi thuyền thân thuyền bên trên, cái kia đạo đạo lấp lánh ích tà phù văn, thần tâm liền an ninh xuống tới. Coi như Bắc Hải trên cánh đồng hoang, có hỗn độn thiên ma, nhưng chỉ cần có ích tà phù trận thủ hộ, liền sẽ không nhận tổn thương. Phải không? Diệp Thần khẽ cau mày, luôn cảm giác có chút nguy hiểm. Hỗn độn thiên ma sắp xuất hiện rồi, thu liếm khí tức. Liễu Cầm Nhi tầm mắt ngưng tụ, xem hướng lên bầu trời nơi xa, vẻ mặt lại trở nên ngưng trọng lên, nơi đó có từng đạo điểm đen. Liễm tức tĩnh khí, không thể náo động. Trên phi thuyền bọn thị vệ, cũng dồn dập lớn tiếng quát lệnh. Rất nhiều hoang các tộc nhân, thấy bầu trời nơi xa dần dần tới gần điểm đen, cũng là thần sắc nghiêm nghị, cuống quýt che giấu trụ khí hơi thở. Rất nhanh, phi thuyền lái vào Bắc Hải trong hoang nguyên Van Xin, chỉ thấy chân trời điểm đen, cấp tốc bay bắn tới, chính là từng con hỗn độn thiên ma. Này chút hỗn độn thiên ma, trưởng giả màu đen cánh, hình dáng tướng mạo vô cùng xấu xí, truyền thuyết là đến từ bến bờ vũ trụ bên trên quái vật, chỉ là nhìn xem chúng nó kinh khủng bộ dáng, đạo tâm hơi yếu người, liền có khả năng tinh thần sụp đổ. Từng cái hoang tộc người, nhìn xem hỗn độn thiên ma đến, đều là lộ ra lúng túng thần sắc sợ hãi. Bốn phương tám hướng, từng con hỗn độn thiên ma, không ngừng bay tới, Bắc Hải hoang nguyên trên mặt đất, cũng có từng con thiên ma bay lên, số lượng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đen nghịt phủ kín thiên vũ, che đậy thương khung, 10 điểm khủng bố. Rát rát, khặc khặc, vô số thiên ma tiếng gào chát chúa, truyền đến trên thuyền hoang tộc người trong lỗ tai, càng khiến người sợ hãi. Chỉ bất quá, những hỗn độn thiên ma đó, đối trên phi thuyền mở ra ích tà phù trận. Tựa hồ vô cùng kiêng kỵ. Ích tà phù trận hào quang lấp lánh, lại tạo thành một cấm chế vòng bảo hộ, đem chọn chiếc phi thuyền bảo vệ được. Những hỗn độn thiên ma đó, liền vây quanh phi thuyền xoay quanh, không có bất kỳ cái gì thiên ma, dám nếm thử đi đụng vào ích tà phù trận vòng bảo hộ, hiển nhiên là trước kia đã bị thua thiệt. Nhiều ngày như vậy ma, xem ra là đụng phải ma triều. Liễu Cầm Nhi nhìn xem cái kia lít nha lít nhít, dây nắng không lọt gió hỗn độn thiên ma. Lông mày cũng là nhíu chặt dâng lên, mang theo một vẻ lo âu. Tại ích tà phù trận bảo vệ dưới, phi thuyền gian nan hướng phía trước chạy lấy. Cái gì ma triều? Diệp Thần hỏi. Liễu Cầm Nhi nói, liền là hàng năm có một quãng thời gian, thiên âm khí thiên về, hỗn độn thiên ma tính tình liền sẽ không ổn định, thấy từng có hướng phi thuyền, liền sẽ điên cuồng tụ tập tới. Bây giờ còn chưa tới ma triều bùng nổ thời điểm. Đoán chừng là trước đây hoang thiên võ bia rơi xuống, điềm đại hung xuất hiện, nhưng hỗn độn thiên ma tính tình, cũng biến thành không ổn định. Diệp Thần nhìn xem cái kia kín không kẽ hở hỗn độn thiên ma triều, thần sắc gấp thúc dâng lên, nói, sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn a. Liễu Cầm Nhi cắn răng nói, không có việc gì, có ích tà phù trận bảo hộ, mấy ngày này ma không dám bừa bãi tàn phá. Tuy là nói như vậy, nhưng nàng biểu lộ cũng là mang theo lo lắng. Dưới tình huống bình thường, coi như chạy nhanh trải qua Bắc Hải hoang nguyên, tao ngộ hỗn độn thiên ma, số lượng cũng là giải rác, không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng bây giờ, ma triều bùng nổ, phô thiên cái địa hỗn độn thiên ma, tại phi thuyền bốn phía điên cuồng lượn vòng lấy, tràng diện này, thực sự có chút dọa người. Nếu là không có ích tà phù trận bảo hộ, thiên ma bừa bãi tàn phá, nhiều như vậy hỗn độn thiên ma đánh giết xuống tới, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Trên phi thuyền tất cả mọi người, thần sắc đều là khẩn trương cùng hoảng hốt. Liễu Cầm Nhi trong lòng lại có chút ảo não, sớm biết liền đường vòng đi, hoang thiên võ bia rơi xuống, nàng hẳn là muốn dự phán nguy hiểm. Nhưng khi cái này liên quan đầu, hối hận cũng vô dụng, đành phải cầu nguyện có thể thuận lợi vượt qua. May mắn, phi thuyền một đường chạy, tại qua hơn một canh giờ về sau, liền chạy nhanh đến Bắc Hải hoang nguyên biên giới, chỉ cần lại hướng phía trước chạy một chút. Liền có thể thoát ly vùng đất nguy hiểm này, đế đô đường nét đang ở trước mắt. Nhưng mà ở thời điểm này, trên phi thuyền ích tà phù trận, từng nét bùa chú, phát ra sáng tối chập chờn lấp lánh, ông ông tác hưởng, phù văn hào quang giống như tùy thời muốn dập tắt xuống. Phù trận hình thành vòng bảo hộ, cũng là cấp tốc nhược hóa rất nhiều. Cảm thấy được vòng bảo hộ suy yếu, rất nhiều thiên ma phát ra bén nhọn hưng phấn rít lên, vừa mới chúng nó hoàn toàn không dám đụng vào vòng bảo hộ. Nhưng bây giờ thấy vòng bảo hộ suy yếu về sau, lập tức phát động công kích.
phanh phanh phanh. Thiên ma lợi chảo, đánh vào vòng bảo hộ phía trên, phát ra kịch liệt tiếng vang, chỉnh chiếc phi thuyền đều đi theo run rẩy chuyển động. Trên thuyền hoang các tộc nhân, càng là hoảng sợ cuồng hô. Chúng ta sẽ không phải chết ở chỗ này đi. Đáng chết, nhiều như vậy con đường không đi, tại sao phải đi con đường này chịu chết? Liễu Cầm Nhi cảm thấy được ích tà phù trận năng lượng suy giảm, cũng là giật nảy cả mình, hướng một người thị vệ quát hỏi chuyện gì xảy ra. Thị vệ kia sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, giống như là năng lượng thạch linh khí sắp tiêu hao hết rồi. Một người thị vệ theo buồng nhỏ trên tàu dưới đáy đi ra, vội vã hướng Liễu Cầm Nhi bẩm báo nói. Liễu đại nhân, không xong, ích tà phù trận 5 khối đá năng lượng, bây giờ chỉ còn lại có 3 khối, có 2 khối bị bàng ra người cầm đi. Nghe nói như thế, Liễu Cầm Nhi vẻ mặt đại biến, trước đó không lâu bàng ra thị vệ xuống thuyền, khẳng định là thuận tay đem đá năng lượng mang đi, là muốn đưa nàng tử địa. Không có đầy đủ đá năng lượng, ích tà phù trận duy trì không đi xuống, không có phù trận phòng hộ, chỉnh chiếc phi thuyền đều muốn bị hỗn độn thiên ma xé nát. Bàng ra, đồ chết tiệt. Liễu Cầm Nhi nghiến chặt hàm răng, nhìn xem không ngừng trở nên ảm đạm phù trận, vẻ mặt cũng là vô cùng khó coi. Nếu là phù trận bị công phá, toàn thuyền người đều phải chết. Diệp Thần thấy bên ngoài lít nha lít nhít hỗn độn thiên ma, không ngừng bừa bãi tàn phá công kích bộ dáng, vẻ mặt cũng là ngưng trọng xuống tới, vô ý thức nghĩ câu thông huyết long cùng tiểu cấm yêu, mượn dùng lực lượng của bọn nó. Bất quá, tại hắn có ý nghĩ này thời điểm, hắn đeo trên cổ ác mộng suối chi nước mắt mặt dây chuyền, liền tản mát ra một cỗ khó mà hình dung, chỉ có chính hắn có thể ngửi được hôi thối khí tức. Cỗ này hôi thối khí tức, cảnh tỉnh Diệp Thần. Hoàng Thiên Đế nói qua, Diệp Thần nếu như muốn thành vị cường giả chân chính, liền không thể quá ỷ lại bên ngoài lực lượng. Đụng phải nguy hiểm gì, hắn cần dùng lực lượng của mình đi giải quyết. Nếu như thực tại không giải quyết được, còn có khả năng chạy. Dù sao không lúc nào không lớn như vậy, luôn có dung thân chỗ. Năm đó Hoàng Thiên Đế, từ nhỏ đã bắt đầu tránh né Sửu Thần truy sát, tại trong khe hẹp sinh tồn cùng trưởng thành. Bất quá, Diệp Thần đối mặt bây giờ cục diện này, chạy trốn là khả năng không lớn, ngạnh bính cũng không có khả năng. Liễu đại nhân, còn thừa lại nửa nén hương thời gian, phù trận liền không chịu nổi, vậy phải làm sao bây giờ a? Có thị vệ kinh hoàng hướng Liễu Cầm Nhi nói, bọn hắn cũng không có chủ ý. Liễu Cầm Nhi gương mặt tái nhợt, cắn răng, nói, chờ phù trận phá diệt về sau, tất cả mọi người tập hợp cùng một chỗ, xông giết ra ngoài. Đằng trước liền là đế đô ranh giới, chỉ muốn xông tới, vậy liền an toàn. Bây giờ phi thuyền đã chạy nhanh đến Bắc Hải Hoang Nguyên biên giới, chỉ kém hơn 10 dặm đường, liền có thể thoát ly tuyệt cảnh, bước vào đế đô địa bàn phạm vi. Đế đô địa mạch năng lượng hùng hồn, hỗn độn thiên ma không dám đối kháng, chỉ cần có thể rời đi Bắc Hải Hoang Nguyên, mọi người liền có thể thu được an toàn. Nhưng mà này hơn 10 dặm đường, lại là hung hiểm vô cùng, Liễu Cầm Nhi kỳ thật cũng không có bao nhiêu lòng tin, có thể đón hỗn độn thiên ma đánh giết, xông giết ra ngoài. Liễu cô nương, ta có lẽ có thể xua tan thiên ma, nhưng muốn hao phí to lớn linh khí, ta cần ngươi cho ta đền bù tổn thất. Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, tâm niệm không ngừng chuyển động ở giữa, đã nghĩ đến phá cục chi pháp, nhưng đại giới không nhỏ. Ngươi có thể xua tan thiên ma. Liễu Cầm Nhi trừng to mắt, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó mà tin được. Nhiều như vậy hỗn độn thiên ma, coi như là nàng, cũng thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ, Diệp Thần không quan trọng thần đạo cảnh, lại có biện pháp giải quyết? Nghĩ đến Diệp Thần có thể đánh giết bàng Kim Hải, Liễu Cầm Nhi tinh thần liền chấn động, vội vàng nói. Nếu là ngươi có thể xua tan thiên ma, ta nhất định bẩm báo nữ đế bệ hạ, ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất đều có thể. Diệp Thần đạo, chỉ cần có thể khôi phục ta tiêu hao linh khí liền tốt. Liễu Cầm Nhi vội vàng nói, tốt tốt tốt, người mau ra tay, Diệp Thí Thiên, phù trận sắp không chịu được nữa. Trên thuyền rất nhiều thị vệ cùng hoang tộc người, nghe được Diệp Thần có thể giải quyết tình thế nguy hiểm, đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, tràn ngập hoài nghi nhìn xem hắn. Dù sao, bất luận nhìn thế nào, Diệp Thần cũng chỉ là thần đạo cảnh mà thôi, chỉ sợ một đầu hỗn độn thiên ma, liền có thể đưa hắn xé nát đi. Mà bây giờ, bên ngoài có ngàn ngàn vạn vạn đầu hỗn độn thiên ma, hắn làm sao có thể giải quyết? Tại mọi người hoài nghi cùng trầm trọng trong ánh mắt, Diệp Thần không hề bị lay động, yên lặng khoanh chân ngồi tại bong thuyền,
lấy ra một thanh cổ cầm. Đó chính là cửu tiêu hoàn bội cầm. Này cây đàn, là dùng cửu tiêu phượng tê mộc rèn đúc mà thành, dây đàn dùng chín thiên mộng băng tầm tơ tầm tạo ra, lại quán chú rất nhiều cổ thần tinh hồn, tại đàn đúc thành ngày, thậm chí từng chiếm được Nguyên Thiên Đế tự tay khai quang chúc phúc. Nguyên Thiên Đế trùng kích bến bờ vũ trụ thời điểm, cầm đế từng dùng cái này đàn, vì Nguyên Thiên Đế đánh ca tiễn đưa. Làm thấy Diệp Thần xuất ra cửu tiêu hoàn bội cầm, những người trên thuyền, liền phát ra một tràng thốt lên tán thưởng thanh âm, đều biết này cây đàn có tiếng cùng lợi hại. Chanh! Diệp Thần ngón tay đặt ở dây đàn bên trên, nhẹ nhàng khải đàn, một đạo réo rắt khúc âm, chính là như nước chảy lan tràn ra. Ngay sau đó, Diệp Thần chỗ khải đàn tiếng đàn, liền rõ ràng ra một cỗ xuân hiểu mưa đêm thê lương ý cảnh, lại có một cỗ mưa đêm mộng ảo lưu luyến, giáo tâm thần người dao động, khó mà tự kiềm chế. Đây là đại mộng xuân hiểu tiếng đàn. Đây là thiên hạ đệ nhất giang khúc, đại mộng xuân hiểu tiếng đàn. Đang nghe đại mộng xuân hiểu tiếng đàn về sau, tất cả mọi người, tinh thần đều hứng chịu tới rung động, phảng phất tiến vào một cái xuân hiểu mưa đêm mộng cảnh thế giới bên trong đi. Tại cái mộng cảnh này trong thế giới, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đâm vào cốt tủy lạnh lẽo. Tại hắc ám xuân hiểu mưa đêm thế giới bên trong, có từng con sát thủ, từ trong bóng tối hiển hiện, tay cầm lấy dao găm, vung đao đi xẻ thịt hỗn độn thiên ma. Đó là đại mộng xuân hiểu, mưa đêm mộng cảnh, chỗ triệu hoán đi ra sát thủ, cũng không phải chân thực tồn tại. Này chút theo trong mộng cảnh đản sinh sát thủ, dao găm mũi nhọn vạch phá mưa đêm, lướt đi một đạo yêu nhã đường vòng cung, cuối cùng đánh chúng vào hỗn độn thiên ma. Nhìn như hung mãnh mạnh mẽ hỗn độn thiên ma, tại hắc ám sát thủ tập kích dưới, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể liền cùng giấy như thế, trong nháy mắt bị dao găm vạch phá. Từng con sát thủ, tựa như là trong bóng tối mị ảnh, ở trong hư không xuyên qua, lưỡi đao lướt qua nước mưa, vạch phá máu thịt, huyết vũ bắn tung tóe, hỗn độn ma khí không ngừng mãnh liệt diệt vong. Trong chớp mắt, tại phi thuyền bốn phía xoay quanh hỗn độn thiên ma, liền bị Diệp Thần chỗ triệu hoán đi ra sát thủ, từng con xẻ thịt chém giết, hắc ám phá toái thi hài, từ không trung rơi xuống. Thấy cảnh này, Liễu Cầm Nhi choáng váng, ở đây hết thảy hoang các tộc nhân, cũng là choáng váng, vô cùng kinh khủng nhìn xem Diệp Thần. Bọn hắn giờ phút này, còn tại Diệp Thần xuân hiểu mộng cảnh thế giới bên trong, nếu như Diệp Thần nguyện ý, ra lệnh một tiếng, vô số sát thủ liền có thể đánh giết bọn hắn. Tại trong phiến mộng cảnh này, Diệp Thần là vô địch tồn tại. Cái này là thiên hạ đệ nhất giang khúc, đại mộng xuân hiểu chỗ đáng sợ. Chỉ cần bị kéo vào xuân hiểu mưa đêm thế giới bên trong đi, liền chỉ có thể mặc cho phủ cầm người xẻ thịt. Một khúc kết thúc, xuân hiểu bóng đêm tán đi, mọi người lại lần nữa thấy hoang thiên thần quốc bầu trời, là như vậy xanh thẳng cùng trong suốt. Đến mức vừa mới những cái kia che khuất bầu trời hỗn độn thiên ma, toàn bộ bị Diệp Thần chỗ triệu hoán sát thủ chém giết, trong mộng chém giết. Nếu là tại thế giới chân thật, Diệp Thần có thể giết không được nhiều như vậy hỗn độn thiên ma. Nhưng ở trong mơ, hắn có khả năng. Mà lại, đại mộng xuân hiểu chỗ lợi hại, liền là trong mộng phát sinh sự tình, lại biến thành chân thực tồn tại. Cho nên, Diệp Thần ở trong mơ triệu hoán sát thủ, giết sạch hỗn độn thiên ma, thế giới chân thật tồn tại hỗn độn thiên ma, liền toàn bộ ngã xuống chết đi. Thấy cảnh này, Liễu Cầm Nhi cùng hết thảy hoang tộc người, đều là như mộng như ảo, không thể tưởng tượng nổi, khó mà tin được, trong lúc nhất thời phân không ra chân thực cùng mộng ảo. Khục, mà phủ cầm kết thúc Diệp Thần, lại là gương mặt tái nhợt, kịch liệt ho khan một tiếng. Khải đàn đại mộng xuân hiểu, cần tiêu hao rất lớn linh khí, Diệp Thần cảm giác thân thể đều bị rút sạch. Diệp Thí Thiên, không có sao chứ. Liễu Cầm Nhi như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt tới đỡ ở Diệp Thần. Đừng quên cho ta đền bù tổn thất. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, hắn linh khí tiêu hao vô cùng lớn lao, cần đại lượng nguyên ngọc cùng thiên tài địa bảo bổ dưỡng. Khoản này đền bù tổn thất, hắn dĩ nhiên không muốn chính mình ra, nhưng hoang thiên thần quốc đền bù tổn thất tốt nhất. Tốt, ta đều nhớ, báo. Diệp Thí Thiên, người thật sự là quá lợi hại, chờ trở lại đế đô, ta nhất định sẽ hướng nữ đế bệ hạ bẩm báo. Liễu Cầm Nhi mừng rỡ không thôi, càng là thấy Diệp Thần thần thông biến hóa khó lường, thực lực cường hãn. Như vậy chân huyễn xen lẫn thủ đoạn, thật là không thể tưởng tượng nổi. Phi thuyền lái ra khỏi Bắc Hải Hoang Nguyên, tiếp xuống lộ trình, không tiếp tục phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hết sức thuận lợi liền đến đế đô.
làm phi thuyền đến Hoang Thiên Thần Quốc đế đô các con dân, nhìn lên trên bầu trời xẹt qua phi thuyền, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Cuối cùng, phi thuyền trong Hoàng Cung hạ xuống tới, Liễu Cầm Nhi hướng rất nhiều hoang tộc có người nói, ngày mai nữ đế bệ hạ, sẽ thiết yến khoản đãi chư vị, các ngươi đêm nay liền nghỉ ngơi thật tốt. Chúng hoang tộc người đáp đúng. Thuận lợi vượt qua Bắc Hải Hoang Nguyên Ma Triều, lại đến Hoàng Cung, sắp có thể yết kiến Hoàng Phi Vũ Cơ nữ đế, tất cả mọi người là hưng phấn không thôi. Diệp Thí Thiên, người đi theo ta. Liễu Cầm Nhi lại tự mình mang theo Diệp Thần, đi vào một chỗ an trí khách quý trong phòng, đem Diệp Thần dàn xếp lại, nói. Người trước nghỉ ngơi một chút, người muốn đền bù tổn thất, ta đêm nay sẽ phái người đưa cho ngươi. Diệp Thần tiếu đạo tốt, vậy làm phiền Liễu cô nương. Ngay sau đó, Diệp Thần liền trong phòng, dàn xếp lại, yên lặng điều tức. Đã đến giờ trạng vạng tối, có người tại bên ngoài gian phòng gõ cửa. Diệp Thần nghe được tiếng đập cửa, lông mày lập tức nhíu một cái, bởi vì hắn cảm giác được, người ngoài cửa cũng không là Liễu Cầm Nhi, thậm chí không phải hoang tộc người. Theo khí tức phán đoán, đúng là Bàng gia người. Bàng gia người tới tìm ta, bọn hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn vì Bàng Kim Hải báo thù? Diệp Thần nói thầm trong lòng, nhưng vẫn là ra đi mở cửa. Két! Cửa phòng mở ra về sau, Diệp Thần liền thấy ngoài cửa, đứng đấy một cái lão giả, sau lưng mang theo mấy cái Bàng gia tùy tùng. Lão giả kia hướng Diệp Thần chắp tay, nói, lão phu Bàng Kiên, là Bàng gia trưởng lão, xin hỏi các hạ liền là Diệp Thí Thiên sao? Diệp Thần gật đầu nói, là ta, có gì muốn làm? Bàng Kiên cười tủm tỉm nói, nghe nói Diệp Thí Thiên công tử, thần thông cái thế, dùng một khúc tiếng đàn, liền ép diệt vô số hỗn độn thiên ma, khiến người khâm phục, thiên sư đại nhân muốn gặp ngươi một mặt. Diệp Thần sầm mặt lại, nói, Bàng Thanh Cốc muốn gặp ta. Bàng Kiên nụ cười ngưng kết, thần sắc nghiêm nghị, ngữ khí mang theo một vệt âm lãnh, nói, Diệp công tử, thiên sư danh quý của đại nhân, người vẫn là không muốn gọi thẳng cho thỏa đáng. Diệp Thần ừ một tiếng, không muốn thêm chuyện, nói, Bàng thiên sư thấy ta chuyện gì. Bàng Kiên lại ha ha nở nụ cười, nói, cũng không có việc gì, chẳng qua là khâm phục Diệp công tử thần thông, nghĩ kết giao bằng hữu thôi. Diệp Thần tâm hạ lóe lên vô số suy nghĩ. Bàng Thanh Cốc muốn gặp hắn, trời biết có âm mưu quỷ kế gì, hiện tại đang muốn cự tuyệt, lại nghe được một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên. Diệp Thí Thiên công tử là ta hoang tộc quý khách, các ngươi Bàng gia muốn làm gì? Muốn giết người sao? Chỉ thấy một người mặc màu trắng quần áo, da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý nữ tử, dậm chân nhẹ nhàng tới, túc hạ thơm ngát, xinh đẹp không gì sánh được. Tại đây cái cao quý nữ tử sau lưng đi theo mấy cái nữ thị vệ, trong đó đang có Liễu Cầm Nhi tồn tại. Diệp Thần gặp được Liễu Cầm Nhi, cảm thấy ngừng lại an, lại gặp Liễu Cầm Nhi đối cái kia cao quý nữ tử vẻ mặt cung kính, nghĩ đến cái này cao quý nữ tử, thân phận tất nhiên không tầm thường. Bàng Kiên biến sắc, nói, Vân Hy công chúa, sao ngươi lại tới đây? Cái này cao quý nữ tử, chính là Hoang Thiên Thần Quốc công chúa, Hoang Vân Hy. Nàng là công chúa, là Hoang Phi Vũ Cơ nữ nhi. Trên thân làm sao có một loại đặc thù khí tức. Diệp Thần ngưng mắt nhìn kỹ, liền cảm nhận được Hoang Vân Hy trên người khí tức, có chút đặc thù, bao hàm thoáng ánh lên không phải người khí tức. Nói đúng ra, là vì sao trên trời khí tức. Liền cùng thiên sát tinh Diệp Thu, thiên cô tinh thân hạc một dạng, là chín đại thiên cương tinh khí tức. Nàng là chín đại thiên tinh chuyển thế. Diệp Thần âm thầm kỳ lạ, trong lòng lướt qua vô số suy nghĩ. Chỉ nghe Hoang Vân Hy tiếu đạo, Bàng Kiên, ta nếu là không đến, Diệp công tử chẳng phải là muốn bị các ngươi giết chết. Các ngươi Bàng gia lá gan lớn như vậy, đều nhanh muốn tạo phản rồi. Bàng Kiên cười khan một tiếng, nói, Vân Hy công chúa nơi nào, ta Bàng gia cần tuân Hoang Thiên Đế di chí, đời đời thủ hộ hoang tộc, không dám có chút lòng phản loạn. Hoang Vân Hy ha ha tiếu đạo, nói đến cũng là êm tai, ngươi nếu là như thế trung thành tuyệt đối, ta bây giờ gọi ngươi đi chết. Ngươi chịu chết sao? Bàng Kiên mồ hôi lạnh toát ra, vẫn là cười khan nói, nếu là Vân Hy công chúa gặp được cái gì nguy nan, thần tự nhiên liều mình bảo hộ. Hoàng Vân Hy gõ gõ ngón tay, hừ một tiếng, nói, được rồi, Bàng Thanh Cốc cái kia con lợn béo đáng chết, hắn gọi Diệp công tử đi qua làm gì? Bàng Kiên khiêm tốn nói ra, chỉ là muốn thỉnh Diệp công tử ăn bữa cơm tối. Hoàng Vân Hy tiếu đạo, cái kia rất tốt,
vừa vặn cũng nhanh đến bữa tối thời gian, ta cũng cùng Diệp công tử cùng đi chứ. Cái này, Bàng Kiên mặt lộ vẻ khổ sở. Hoàng Vân Hy nói, thế nào, không được sao? Bàng Kiên hoảng hốt vội nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Nếu công chúa điện hạ nể mặt, vậy thì mời cùng một chỗ rời bước Thiên Sư Phủ. Hoàng Vân Hy nói, cái kia còn tạm được. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt thần sắc liền trở nên ôn hòa lại, cười hì hì nói, Diệp công tử, người tốt a, ta là mẫu thân của ta nữ nhi, ta gọi Hoàng Vân Hy. Diệp Thần nhìn xem Hoàng Vân Hy như vậy nhảy thoát phi dương bộ dáng, trong lòng âm thầm buồn cười, nói, gặp qua Vân Hy công chúa. Hoàng Vân Hy móc ra một tờ linh phù, nhét vào Diệp Thần trong tay, nói, đây là Bàng Kiên sinh tử phù, nếu là hắn dám lãnh đạm ngươi đây, ngươi liền xé mở này đạo sinh tử phù, hắn liền phải chết. Diệp Thần có chút kỳ lạ, nói, phải không? Làm bộ muốn xé mở trong tay linh phù. Bàng Kiên dọa đến sắc mặt trắng bệch, cuống quýt ngừng lại Diệp Thần, nói, Diệp công tử, đừng xúc động, lão phu cũng không có gì chỗ đắc tội ngươi. Diệp Thần mỉm cười, nói ta chẳng qua là chỉ đùa một chút, Bàng trưởng lão không cần phải lo lắng. Nói xong thu lại đạo linh phù này. Bàng Kiên muốn nói lại thôi, mặt mũi tràn đầy uể oải ảo não, sinh tử của mình phù, rơi vào tay ngoại nhân, chung quy là 10 điểm khó chịu. Diệp Thần hết sức tò mò, hướng Hoàng Vân Hy nói, Vân Hy công chúa, này sinh tử phù thần kỳ như vậy, có thể trưởng khống người sinh tử. Hoàng Vân Hy nói, đúng vậy a, năm đó Hoàng Thiên Đế lão tổ, tại Bàng gia huyết mạch bên trong, lưu lại nhân quả luật hồn ấn, sinh tử phù cùng hồn ấn tương liên, chỉ cần xé nát sinh tử phù, hồn ấn bạo liệt, người nhà họ Bàng cũng muốn đi theo chết. Chúng ta hoàng tộc, liền là dựa vào sinh tử phù, trưởng khống Bàng gia. Nhưng, người hẳn là cũng biết, theo Hoàng Thiên Đế lão tổ ẩn đột, hắn lưu lại hồn ấn, liền dần dần tùng động, không sớm thì muộn có một ngày muốn ma diệt đi. Nếu là không có hồn ấn gông cùng xiềng xích, Bàng gia khẳng định phải tạo phản. Coi như là hiện tại, hồn ấn vẫn còn, chẳng qua là thoáng buông lỏng, bọn hắn liền có tâm tư tạo phản. Ai, sinh tử phù cũng không dùng được rồi, khống chế không nổi Bàng gia tất cả mọi người. Nàng ngay trước Bàng Kiên cùng mấy cái Bàng gia tùy tùng trước mặt, không hề cố kỵ hướng Diệp Thần giảng giải hoang tộc cùng Bàng gia quá khứ, còn có tiềm ẩn ân oán mâu thuẫn. Bàng Kiên kinh dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng khiêm tốn rủ xuống thuận mà nói, công chúa điện hạ, thần không dám phản loạn. Hoàng Vân Hy nói, ngươi không dám phản loạn, nếu là Bàng Thanh Cốc cái kia con lợn béo đáng chết làm phản rồi, ngươi ngăn được sao? Bàng Kiên yên lặng, không nói gì với nhau. Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng, Hoàng Vân Hy hừ một tiếng, cũng lười lại chỉ trích. Đoàn người rời đi Hoàng Cung về sau, liền trực tiếp đi tới Thiên Sư Phủ. Thiên Sư Phủ, chính là Bàng gia phủ đệ. Làm Diệp Thần cùng Hoàng Vân Hy, đi vào Thiên Sư Phủ thời điểm, trời đã tối, mùi thơm của thức ăn theo trong phủ đệ truyền đến, rõ ràng Bàng gia đã chuẩn bị xong yến hội. Diệp Thần liền cùng Hoàng Vân Hy đi vào, Liễu Cẩm Nhi đám người thủ tại bên ngoài. Tới đến trong đại sảnh, Diệp Thần liền thấy người trong truyền thuyết kia thiên sư, Bàng gia đương đại gia chủ, Bàng Thanh Cốc. Bàng Thanh Cốc cái tên này, nghe vẫn tính thanh nhã, nhưng Bàng Thanh Cốc bản thân, lại là hoàn toàn cùng tên không đáp điều, liền là một tòa núi thịt. Diệp Thần choáng váng, chỉ thấy Bàng Thanh Cốc thân thể dài rộng, như một tòa núi thịt, mặc dù ngồi, cũng cao hơn Diệp Thần ra hơn phân nửa. Hắn toàn thân đều là thịt mỡ cùng thịt mỡ ở giữa xếp nếp gấp. Tạo thành như gợn sóng, mập đến chảy mỡ cái bụng, rớt xuống dưới đầu gối mặt, muốn hai cái người hầu quỳ trên mặt đất, nâng hắn cái bụng. Cái kia hai cái người hầu, cũng tính dáng người khôi ngô rắn chắc, nhưng cùng nhục sơn thật lớn mập mạp Bàng Thanh Cốc so sánh, liền cùng hai cái đứa bé giống như. Diệp Thần cho tới bây giờ chưa thấy qua mập như vậy người, ánh mắt nhận lấy to lớn trùng kích. Mập mạp như núi Bàng Thanh Cốc, đang ở gặm ăn hai đầu chân thú, đầy tay là dầu. Thấy Hoàng Vân Hy cùng Diệp Thí Thiên tới, cười hắc hắc, nói. Công chúa điện hạ, người cũng tới. Hoàng Vân Hy ngồi xuống, ưỡn ngực mứt, tiếu đạo, Bàng thúc thúc, người làm ăn ngon, ta đương nhiên muốn tới, ăn chùa thì sao mà không ăn. Bàng Thanh Cốc cười hắc hắc nói, vậy liền ăn đi, công chúa điện hạ. Lại hướng Diệp Thần đạo, Diệp công tử, người cũng ngồi. Diệp Thần im lặng ngồi xuống. Hoàng Vân Hy cùng Bàng Thanh Cốc. Cười cười nói nói, bầu không khí thoạt nhìn vui vẻ hòa thuận,
lại không có nửa điểm mâu thuẫn bộ dáng, thậm chí hai người ta chê cười, còn đem Diệp Thần gạt tại một bên. Diệp Thần cũng không ngại, bàng thanh cốc bày yến hội, mỹ vị món ngon rất nhiều, đều là ẩn chứa tinh thuần nguyên khí, cực tốt nguyên ăn, cũng có thể nhường Diệp Thần bổ dưỡng linh khí, khôi phục hôm nay diễn tấu đại mộng xuân hiểu tiêu hao. Tại yến hội kết thúc về sau, bàng thanh cốc tầm mắt chớp động, nhìn xem Diệp Thần, thiếu đạo. Vị này Diệp Thí Thiên công tử, tựa hồ kế thừa Viêm Thiên Đế đạo thống, đáng tiếc tàn khuyết không đầy đủ. Ta trong phủ thờ phụng một đầu Viêm Thiên Đế chân trái, là năm đó nữ đế bệ hạ ban cho ta đồ vật, không biết Diệp công tử có hứng thú hay không. Nghe nói như thế, Diệp Thần tâm bên trong đại động, trầm ngâm nói, bàng thiên sư có ý tứ là. Hoàng Vân Hy tầm mắt lạnh xuống, nhưng trên mặt không lộ, tiếu đạo, bàng thúc thúc, người muốn đem ta mẫu hậu ban cho ngươi đồ vật, đưa cho người khác sao? Bàng thanh cốc nói, ha ha, công chúa điện hạ, cái kia Viêm Thiên Đế chân trái, ta thủy chung không thể luyện hóa, chẳng thà tặng cho người hữu duyên. Ngắm nhìn Diệp Thần, Diệp công tử, ta nghĩ đưa cho ngươi, giúp ngươi bù đắp Viêm Thiên Đế đạo thống, ý của ngươi như nào? Diệp Thần tới Hoang Thiên Thần Quốc, một trong những mục đích, chính là muốn tìm kiếm Viêm Thiên Đế chân trái, bù đắp đạo thống. Đầu này chân trái, hắn đương nhiên là vô cùng mong muốn. Nhưng bây giờ, bàng thanh cốc trực tiếp mở miệng, nói muốn tặng cho hắn, trên đời này nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy. Tại hạ vô công không lộc, không dám chịu này đại lễ. Diệp Thần cẩn thận nói ra. Bàng thanh cốc tiếu đạo, Diệp công tử không cần quá khiêm tốn, người bù đắp Viêm Thiên Đế đạo thống, về sau tự nhiên là có thể lập công. Công chúa điện hạ, ta nắm Viêm Thiên Đế chân trái đưa ra ngoài, người sẽ không phản đối a? Hoàng Vân Hy đôi mắt chuyển qua muôn vàn vẻ mặt, cuối cùng bất động thanh sắc, mỉm cười nói, bàng thúc thúc, ta mẫu hậu ban cho ngươi đồ vật, cái kia dĩ nhiên chính là ngươi, ngươi có khả năng tùy ý xử trí. Bàng thanh cốc tiếu đạo, vậy thì tốt, Diệp công tử, ngươi đi theo ta một chuyến. Hắn tiếng nói vừa ra về sau, liền có 8 cái khôi ngô cường tráng thị vệ đi tới, cầm lấy cây gậy, đem bàng thanh cốc ngồi đại ỷ nhấc lên, đưa hắn giơ lên. Bàng thanh cốc thân thể dị thường dài rộng, thường ngày không cách nào tự quyết bước đi, cần dựa vào bọn thủ hạ dơ lên đi. Nhìn xem bàng thanh cốc cái kia thân thể khổng lồ bị nâng lên, Diệp Thần có loại cảm giác hít thở không thông, rõ ràng phòng khách rất rộng rãi, nhưng hắn có loại toàn bộ phòng khách, đều muốn bị bàng thanh cốc áp sập cảm giác. Diệp công tử, đi thôi, ta dẫn người đi từ đường nhìn một chút. Bàng thanh cốc mỉm cười nói, phất phất tay chỉ, bọn thị vệ liền dơ lên hắn ra ngoài. Diệp Thần nhìn Hoàng Vân Hy liếc mắt, Hoàng Vân Hy gật đầu, nói, nếu bàng thúc thúc gọi ngươi đi, vậy ngươi liền đi đi. Trong tay âm thầm lấy ra một đạo linh phù. Diệp Thần xem xét, trong nháy mắt liền xác định, Hoàng Vân Hy trong tay linh phù, chính là bàng thanh cốc sinh tử phù. Bây giờ hồn ấn buông lỏng, bàng thanh cốc thực lực lại không thể coi thường, Hoàng Vân Hy mặc dù xé nát sinh tử phù, cũng không đủ giết chết hắn. Nhưng nếu là sinh tử phù phá toái, bàng thanh cốc chắc chắn cũng phải bị thương tổn nghiêm trọng. Có này sinh tử phù hạn chế, hắn cũng không dám tại Hoàng Vân Hy trước mặt, tổn thương Diệp Thần. Diệp Thần tâm nhức đầu định, hướng Hoàng Vân Hy gật gật đầu, liền theo bàng thanh cốc đi ra. Viêm Thiên Đế chân trái, bàng thanh cốc cung phụng tại trong đường. Bởi vì bàng thanh cốc thân hình quá mức dài rộng, cho nên thiên sư phủ bên trên hết thảy kiến trúc, đều là 10 điểm to lớn, thuận tiện hắn chuyển động. Cung phụng Viêm Thiên Đế chân trái từ đường, cũng là 10 điểm to lớn, từng sợi cột nhà điêu long họa phượng, kim quang tràn ngập. Viêm Thiên Đế chân trái, bị từng đầu xích sắt, treo sâu giữa không trung, chán phóng sáng chói hào quang rừng rực, toàn bộ chân trái tựa như là hoàng kim rèn đúc, tản mát ra rung động lòng người thần hy. Diệp Thần vừa đến từ đường, thấy Viêm Thiên Đế chân trái, liền thấy huyết mạch sôi trào. Hắn Thiên Đế cánh tay, Thiên Đế thân các loại, đều cùng đầu này chân trái, sinh ra cực kỳ mãnh liệt cộng minh. Nếu như không phải cố kỵ bàng thanh cốc tại đây bên trong, Diệp Thần lập tức liền muốn động thủ, đem đầu kia chân trái đoạt cướp lại. Bàng thanh cốc như một ngọn núi, ngồi tại trên ghế dựa lớn, bị bọn thị vệ đặt vào trong đường. Bọn thị vệ cung kính lui ra ngoài, trong đường, cũng chỉ còn lại có bàng thanh cốc cùng Diệp Thần hai người. Không có thị vệ tùy tùng chiếu cố, bàng thanh cốc mập mạp kia cái bụng, liền một đường cúi trượt rơi xuống mặt đất, như màu trắng gợn sóng trải ra mở, tràng diện thoạt nhìn hết sức kích thích người ánh mắt.
Diệp công tử, này Viêm Thiên Đế chân trái, linh khí nội tình không có bao nhiêu mài mòn a. Bàng Thanh Cốc mở miệng, nhàn nhạt mỉm cười nói. Không có, đầu này chân trái, linh khí nội tình 10 điểm dồi dào, nghĩ đến Bàng Thiên Sư cũng hao phí không ít tài nguyên ôn dưỡng. Diệp thần đạo. Bàng Thanh Cốc gật đầu, nói, hắc hắc, đúng vậy, ta có thể là hao phí không ít thiên tài địa bảo, mới bảo đảm đầu này chân trái, không có bị tuế nguyệt cùng hắc ám ăn mòn mài mòn. Ngươi nếu mà muốn, ta hiện tại có khả năng đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng đứng tại ta trận doanh. Diệp thần sầm mặt lại, nói, Bàng Thiên Sư có ý tứ gì? Bàng Thanh Cốc nói, ta muốn ngươi đầu nhập vào ta, liền là đơn giản như vậy. Ai, ta đối nữ đế bệ hạ trung thành tuyệt đối, không dám có chút lòng phản loạn. Nhưng cũng tiếc, bây giờ triều chính giang hồ, đều vụ oan ta muốn tạo phản, ta có thể là khó chịu gấp a. Diệp công tử, ta cần ngươi trợ lực, nắm những cái kia dám yêu ngôn hoặc chúng người, toàn bộ giết đi. Còn có trong cung một đám loạn thần tặc tử, nhất định phải toàn bộ tru diệt mới được. Ta người nhà họ Bàng sinh tử phù, bị đám kia loạn thần tặc tử nắm bắt, không tốt động thủ, cũng chỉ có nhờ ngươi ra tay rồi. Bàng Thanh Cốc trong đôi mắt, lộ ra sâm sâm sát khí. Hắn phải dùng Diệp thần tay, thanh lý đối lập. Diệp thần chấn động trong lòng, lại không muốn tùy tiện cuốn vào Bàng gia cùng hoang tộc phân tranh bên trong, nói. Bàng Thiên Sư, tại hạ chỉ có thần đạo cảnh tu vi, chỉ sợ làm không là cái gì việc lớn. Bàng Thanh Cốc tiếu đạo, người có thể diệt sát muôn vàn hỗn độn thiên ma, liền là có người có bản lĩnh, chỉ muốn ta giúp người bù đắp Viêm Thiên Đế đạo thống, người có khả năng tung hoành hoang thiên thần quốc vô địch. Hắn vươn tay ra, mang theo thưởng thức biểu tình, nghĩ vuốt ve Diệp thần. Diệp thần lui lại mấy bước, lắc đầu, nói, tại hạ mới đến, chỉ sợ không chịu nổi chức trách lớn, thỉnh Bàng Thiên Sư thứ lỗi. Bàng Thanh Cốc vẻ mặt đột biến, tầm mắt xâm nhiên, nói, ngươi là không nguyện ý đầu nhập vào ta. Không muốn vì ta hiệu lực. Diệp thần yên lặng. Yên lặng liền là nhất minh xác thái độ, hắn không có khả năng vừa đến đã đầu nhập vào Bàng Thanh Cốc. Phải biết, Bàng gia trước kia có thể là sửu thần tộc huyết chữ cờ chúa tể, bọn hắn là sửu thần người. Diệp thần cùng sửu thần, không đội trời chung, làm sao có thể đầu nhập vào Bàng gia. Nếu như không phải kiêng kỵ Bàng Thanh Cốc thế lực, hắn chỉ sợ sớm đã trở mặt tại chỗ, trực tiếp động sát thủ, nơi nào còn có tâm tư cùng hắn giải dòng. Bàng Thanh Cốc hừ một tiếng, nói, vậy cái này Viêm Thiên Đế chân trái, ngươi là không muốn. Diệp thần vẫn là trầm mặc, hắn đương nhiên muốn, nhưng hắn không có khả năng đầu nhập vào Bàng Thanh Cốc. Bàng Thanh Cốc thấy Diệp thần thủy chung không hề bị lay động, cười ha ha, nói, rất tốt, rất tốt. Ngươi là vạn cổ đến nay, thứ nhất dám cự tuyệt ta người. Diệp Thí Thiên, ta cho ngươi chút thời gian, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, muốn hay không đầu nhập vào ta. Nhớ kỹ, coi như ngươi không đầu nhập vào ta, cũng không thể gia nhập hoang tộc trận doanh, bằng không ta không tha cho ngươi, biết không? Diệp thần lắc đầu nói, ta có ta nói, không cần làm phiền Bàng Thiên Sư chỉ bảo. Bàng Thanh Cốc ra mặt run lên. Rõ ràng còn chưa thấy qua có người dám dùng loại thái độ này, cùng hắn nói chuyện, bàn tay hắn vừa nắm, toàn thân thịt mỡ run run, mong muốn làm loạn. Nhưng, Cố Kỳ Hoang Vân Hy ngay tại bên ngoài, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cười hì hì rồi lại cười, nói. Rất tốt, Diệp Thí Thiên, người cũng là rất có tính tình ngông nghênh, ta thích. Lâu dài sự tình trước không nói, ngày mai nữ đế bệ hạ chắc chắn sẽ mời ngươi đi Hoang Thiên Tổ Điện. Nàng muốn là bảo ngươi chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia, ngươi ngàn vạn không thể đáp ứng. Cái kia Hoang Thiên Võ Bia, ngươi liền đụng cũng không cần đụng. Diệp thần tâm bên trong khẽ động, xem Bàng Thanh Cốc bộ dáng, đối cái kia Hoang Thiên Võ Bia, hắn tựa hồ rất kiêng kỵ. Nếu là ta đụng đây? Diệp thần hỏi. Bàng Thanh Cốc cười hắc hắc nói, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép đụng. Ngươi nếu là đụng phải, lập tức liền sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Thất khiếu chảy máu mà chết, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nói xong, Bàng Thanh Cốc ngón tay chỉ ra, một cỗ không hiểu mịt mờ năng lượng ba động, phóng thích mà ra, lại ẩn vào ở trong hư không. Diệp thần biến sắc, vừa mới Bàng Thanh Cốc theo như lời nói, đúng là nhân quả luật. Hắn định nghĩa một đầu nhân quả luật, liền là Diệp thần dám đụng vào Hoang Thiên Võ Bia, Diệp thần tại chỗ liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Đầu này nhân quả luật. Không thể nghi ngờ là ác độc cực kỳ,
hắn nghĩ đoạn tuyệt Diệp Thần chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia khả năng. Diệp Thần âm thầm cười lạnh, có được luân hồi huyết mạch, 10 khối luân hồi huyền bia, thức tỉnh luân hồi nguyên thể, mở 3 khỏa mệnh tinh hắn, như thế nào nhân quả luật có thể áp chế? Bàng Thanh Cốc muốn dùng nhân quả luật, hạn chế hắn hành động, đó là si tâm vọng tưởng. Bất quá mặt ngoài, Diệp Thần không có biểu hiện ra ngoài, vừa chắp tay, nói, Bàng Thiên Sư, cái kia liền đa tạ ngươi nhắc nhở. Cáo từ. Dứt lời, Diệp Thần trực tiếp rời đi từ đường. Bàng Thiên Sư ánh mắt âm lãnh, cũng không có ngăn cản. Diệp Thần hồi đến đại sảnh, Hoàng Vân Hy thấy hai tay của hắn trống trơn trở về, nói, như thế nào, Bàng Thanh Cốc cái kia mập mạp chết bầm không chịu đem đồ vật cho ngươi sao? Bàng Thanh Cốc không tại hiện trường, nàng nói chuyện lại hào không ngăn cản. Trong đại sảnh người nhà họ Bàng, cúi đầu, chỉ coi không nghe thấy, cũng không dám bác bỏ nàng. Diệp Thần lắc đầu. Hoàng Vân Hy hừ một tiếng, nói ta liền biết, cái kia mập mạp chết bầm làm sao sẽ hảo tâm như vậy, thế mà cam lòng nắm Viêm Thiên Đế chân trái đưa cho ngươi, hơn phân nửa là muốn lôi kéo ngươi, nhưng ngươi lại không chịu đầu nhập vào hắn, hắn đương nhiên sẽ không cho ngươi chỗ tốt gì. Nàng cũng là 10 điểm thông minh, đã đoán được đại khái nguyên nhân. Diệp Thần thấy có người nhà họ Bàng tại đây bên trong, Hoàng Vân Hy vẫn là tùy tiện không có chút nào che giấu, không khỏi ho khan một tiếng, nhắc nhở nàng không nên quá cuồng vọng. Hoàng Vân Hy vỗ vỗ tay, nói, được rồi, chúng ta đi thôi, Diệp công tử, mặc dù cái kia mập mạp chết bầm đồ vật gì đều không cho ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta đêm nay sẽ thật tốt đền bù tổn thất ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng Vân Hy ánh mắt mang theo điểm gian xảo nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần tâm bên trong không hiểu rung động, luôn cảm giác Hoàng Vân Hy ánh mắt, có chút quá tại nóng bỏng. Theo Thiên Sư Phủ bên trong ra tới, Diệp Thần cùng Hoàng Vân Hy, Liễu Cẩm Nhi, về tới Hoàng Cung, nói chuyện từ biệt. Liễu Cẩm Nhi nói, Diệp Công Tử, ngày mai nữ đế bệ hạ, lại ở Hoang Thần Cung quảng trường bên trên thiết yến, còn xin ngươi dự tiệc tham gia. Đến mức ngươi hôm nay hao phí tâm lực, diệt sát hỗn độn thiên ma, cần thiết đền bù tổn thất. Công chúa Điện Hạ nói, nàng sẽ đích thân đền bù tổn thất ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Liễu Cẩm Nhi gương mặt một hồi đỏ lên, giống như có chút ngượng ngùng. Hoàng Vân Hy cười hì hì nói, Diệp công tử, ngươi đi về nghỉ trước, chờ một lúc ta sẽ đem bồi thường lễ vật, đưa đến phòng ngươi. Diệp Thần tâm hạ cổ quái, nhưng vẫn là gật đầu nói, vậy làm phiền Vân Hy công chúa. Thương nghị cố định, Diệp Thần liền về đến phòng bên trong. Tĩnh tâm ngồi xếp bằng trên giường nghỉ ngơi. Một mực đợi hai canh giờ, mãi đến lúc nửa đêm, Diệp Thần mới nghe phía bên ngoài truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Diệp công tử, là Hoàng Vân Hy thanh âm, còn có chút thần bí bộ dáng. Cửa không có khóa, vào đi. Diệp Thần đạo, két, chỉ thấy Hoàng Vân Hy nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lặng lẽ đi đến. Diệp Thần liền ngửi được một cỗ ấm áp vừa ướt nhuận làn gió thơm. Chỉ thấy Hoàng Vân Hy đạp lên ánh trăng đi tới, lại là vừa vặn tắm rửa xong không bao lâu, tóc vẫn là ướt nhẹp, như xương tuyết da thịt trắng noãn, ở dưới ánh trăng lộ ra trắng hơn tích. Vân Hy công chúa, ngươi! Diệp Thần ngây dại, bởi vì lúc này Hoàng Vân Hy, ăn mặc 10 điểm bại lộ, ăn mặc một bộ hơi mờ màu đỏ sa y hạ liền là một cái yếm nhỏ, 10 điểm mê người. Diệp công tử, ta tới cấp cho ngươi tặng quà á! Hoàng Vân Hy mặt mày hớn hở, cười hì hì nói. Lễ vật ở đâu? Diệp Thần mơ hồ thấy không đúng. Lễ vật chính là ta a. Hoàng Vân Hy hào không kiêng kỵ, sải bước đi đi lên, thế mà liền trực tiếp bò lên trên Diệp Thần giường, một đôi phấn nộn thon dài cánh tay ngọc ôm lấy Diệp Thần cổ, liền muốn đưa hắn đè xuống. Chậm rãi. Diệp Thần con mắt trừng lớn, nào nghĩ tới Hoàng Vân Hy thế mà như thế chủ động, còn một bộ hận không thể ăn nét mặt của hắn. Người đối nam nhân khác, cũng là như vậy chủ động sao? Diệp Thần hỏi. Nam nhân khác? Hoàng Vân Hy lộ ra chán ghét biểu lộ, nói, bình thường nam nhân trong mắt ta, liền là một đoàn hôi thối, ai dám tới gần ta, ta liền trực tiếp chặt hắn. Diệp Thần kinh ngạc vô ngôn, vị công chúa này, tính tình quả nhiên vẫn là như vậy ngay thẳng dữ dằn. Dừng một chút, Hoàng Vân Hy nhìn về phía Diệp Thần tầm mắt, lại lộ ra tán thưởng cùng khát vọng, nói. Nhưng, Diệp công tử, ngươi lại khác biệt. Ngươi có thể kế thừa luân hồi đạo thống, đương nhiên là khác hẳn với người bình thường. Mà lại, ta gặp được ngươi lần đầu tiên,
liền xác định ngươi gặp qua Hoàng Thiên Đế lão tổ. Chúng ta nếu có thể tại cùng một chỗ, nước sữa hòa nhau, song song hợp lực, liền có thể đem Hoàng Thiên Đế lão tổ triệu hoán xuống tới. Chỉ cần Hoàng Thiên Đế lão tổ buông xuống, Bàng gia nhất định phải chết, ta xem bọn hắn còn dám hay không tạo phản. Nói xong, Hoàng Vân Hy vô cùng gan lớn, nhấc lên Diệp Thần Hạ nửa bên mặt nạ, tại môi hắn bên trên hôn một cái, sau đó muốn đem hắn bổ nhào. Diệp Thần trừng to mắt, biết mình cùng Hoàng Vân Hy, quen biết bất quá nửa thiên, nàng không có khả năng nhanh như vậy liền thích chính mình, bây giờ nghĩ thân thể giao hòa, hơn phân nửa là coi hắn làm thành công cụ người. Một cái triệu hoán Hoàng Thiên Đế công cụ người. Chậm đã. Hắn lần nữa ngăn cản Hoàng Vân Hy, nói, người nghĩ triệu hoán Hoàng Thiên Đế. Điều đó không có khả năng, hắn sẽ không nghe theo người triệu hoán ra, bởi vì hắn trên thân nhân quả tiêm nhiễm quá lớn, không thể buông xuống thế gian. Cho nên, người muốn cùng ta cái này. Khục, không cần thiết, nói xong liền đẩy ra Hoàng Vân Hy. Nhưng không ngờ, Hoàng Vân Hy rồi lại quấn tới, ôm lấy cổ của hắn. Không chịu buông ra, cười hì hì nói, ta biết, Hoàng Thiên Đế lão tổ uống xong ác mộng suối chi thủy, ác mộng sát quấn thân, không tiện buông xuống. Nhưng, có ta cái này vật chứa tại, Hoàng Thiên Đế lão tổ hoàn toàn không cần lo lắng, hắn cứ việc buông xuống chính là, ta cái này vật chứa, có thể dung nạp hết thảy nhân quả. Chỉ cần chúng ta có thể kết hợp, người mở miệng triệu hoán, ta tới làm vật chứa, Hoàng Thiên Đế lão tổ là có thể thuận lợi buông xuống. Diệp Thần ngạc nhiên, nói, vật chứa. Hoàng Vân Hy nói, đúng vậy, ta là chín đại thiên tinh một trong, thiên hoàng tinh chuyển thế. Thiên hoàng tinh, này ngôi sao, liền là ứng Hoàng Thiên Đế lão tổ mà sinh. Chính như thiên sát tinh, là ứng thiên đấu sát thần mà sinh như vậy. Ta mẫu hậu Hoàng Phi Vũ Cơ, năm đó bắt trước thủy mẫu đế cơ, cũng muốn rèn đúc một cái vật chứa, tới triệu hoán Hoàng Thiên Đế buông xuống. Nàng tìm được thiên hoàng tinh. Sau đó đem thiên hoàng tinh nuốt đến trong bụng đi, tốn hao vô số thiên tài địa bảo uẩn dưỡng thai nghén, cuối cùng đem ta sinh xuống dưới. Ta thiên sinh liền là một cái vật chứa, vì tiếp ứng Hoàng Thiên Đế lão tổ buông xuống vật chứa. Nếu là Hoàng Thiên Đế lão tổ buông xuống, sứ mệnh của ta liền hoàn thành. Diệp Thần thanh âm đột nhiên chìm xuống, nói, nếu là Hoàng Thiên Đế buông xuống, ngươi liền phải chết, đúng hay không? Hắn tâm tư vô cùng mẫn duệ. Đối nhân quả bắt cũng là cực kỳ tinh chuẩn. Tại nghe xong Hoàng Vân Hy lời về sau, hắn liền xác định, Hoàng Vân Hy cái này vật chứa, chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi Hoàng Thiên Đế buông xuống, lực lượng mạnh mẽ, sẽ đem nàng cái này vật chứa ép bạo, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà vật chứa giá trị tồn tại, chính là vì Hoàng Thiên Đế ngăn cản một lần nhân quả, bảo đảm Hoàng Thiên Đế buông xuống về sau, tự thân sẽ không nhận bất luận cái gì quy tắc cắn trả. Hoàng Vân Hy cười hì hì nói, ta không sợ chết, ta mẫu hậu nói ta chết về sau, có thể bằng vào đại công đức thăng thiên, tiến vào bến bờ vũ trụ, hưởng thụ cực lạc, đó không phải là rất tốt. Diệp Thần đạo, nàng lừa gạt ngươi, căn bản không có cực lạc thế giới. Hoàng Vân Hy vuốt vuốt cái mũi của mình, nói, vậy cũng không quan trọng, chỉ cần có thể triệu hoán Hoàng Thiên Đế lão tổ buông xuống, tiêu diệt Bàng gia, vì hoàng tộc giải quyết tai họa ngầm lớn nhất, ta cho dù bỏ mạng cũng đáng. Chúng ta Hoàng Thiên Thần Quốc, bây giờ thế lực nội tình đã 10 điểm hùng hậu, không cần gì Bàng gia lại đến phụ trợ, nhất định phải sạch để ý đến bọn họ. Diệp Thần ngẩn ngơ, yên lặng nhìn xem Hoàng Vân Hy, nghĩ không ra nàng nhìn từ bề ngoài tùy tiện, nhưng trên thực tế giác ngộ cực cao, cho dù là hy sinh tự thân, cũng phải vì hoàng tộc giành lâu dài an ninh. Tiêu diệt Bàng gia, không nhất định phải triệu hoán Hoàng Thiên Đế, người không cần như thế. Diệp Thần thở dài một hơi. Lại đem Hoàng Vân Hy đẩy ra. Ngoại trừ triệu hoán Hoàng Thiên Đế, không có biện pháp khác. Hoàng Vân Hy bĩu môi một cái, nghĩ một lần nữa ôm Diệp Thần, nhưng bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở. Sau này hãy nói, nếu như bây giờ không có biện pháp khác, chúng ta lại. Khục, tóm lại, đêm nay không được, người đi ra ngoài trước. Diệp Thần chỉ cửa phòng, hắn có thể không nghĩ là nhanh như thế liền cùng Hoàng Vân Hy thành lập như thế quan hệ. Dù sao đối phương có thể là Hoàng Thiên Thần Quốc công chúa, lại là thiên hoàng tinh chuyển thế, nhân quả liên lụy quá lớn, hắn nhất định phải thận trọng. Nhìn thấy Diệp Thần như vậy kiên quyết cự tuyệt bộ dáng, Hoàng Vân Hy cũng là bất đắc dĩ mặt mũi tràn đầy ảo não, nói, được a, nhớ kỹ ngươi lời, Diệp Thí Thiên. Nàng hết sức không bỏ đi xuống giường,
lại hướng về phía Diệp Thần trừng mắt nhìn, người không sớm thì muộn lại là bản công chúa người. Nói xong liền vui sướng rời khỏi phòng. Diệp Thần cảm thụ được đệm giường bên trên còn sót lại mùi thơm, hơi có chút sở khóc sở cười, cái này Hoang Vân Hy, tính nết thật đúng là rất cổ quái. Chờ đến sáng sớm hôm sau, Hoang Thần ngoài cung quảng trường bên trên, Lộ Thiên tổ chức thịnh yến, hôm qua thông qua thí luyện người, đều tới dự tiệc. Diệp Thần sớm sớm đã bị Liễu Cầm Nhi đánh thức, đi vào quảng trường bên trên dự tiệc. Chỉ thấy tại Hoang Thần cửa cung, rất nhiều cung nữ thái giám cùng đội nghi trượng ngũ, chỉnh tề đứng thẳng. Hoang Thiên Thần Quốc cao nhất chúa tể, nữ đế Hoang Phi Vũ Cơ, ngồi tại Kim Long Điêu Khắc bảo tọa bên trên, thanh lãnh gương mặt cơ hồ không nhìn thấy bao nhiêu năm tháng dấu vết, chẳng qua là hai đầu lông mày bảo bọc một vệt nhàn nhạt phiền muộn. Hoang Vân Hy đứng tại Hoang Phi Vũ Cơ bên người. Bởi vì Hoang Phi Vũ Cơ tuế nguyệt mài mòn cũng là cực mỏng, cho nên hai mẹ con đứng chung một chỗ, liền cùng tỉ muội giống như. Hoang Vân Hy ăn mặc một thân váy trắng, nàng tại không có mở miệng nói chuyện thời điểm, dáng vẻ cũng là ung dung cao quý, khí chất cao nhã. Diệp Thần nhìn xem như vậy cao quý Hoang Vân Hy, khó mà cùng tối hôm qua cái kia ăn mặc sa mỏng cái yếm nhỏ, có chút cuồng nhiệt bò lên giường mình giường nữ tử liên hệ tới. Mà tại nữ đế Hoang Phi Vũ Cơ một bên khác, thì là thiên sư Bàng Thanh Cốc. Bàng Thanh Cốc to lớn như nhục sơn thân thể, lộ ra 10 điểm kinh thế hãi tục, tại hắn đáng sợ đến giữ tợn thịt mỡ làm nổi bật dưới, Hoang Phi Vũ Cơ cùng Hoang Vân Hy hai mẹ con, tựa như là hai đóa vô cùng mảnh mai hoa nhi. Rất nhiều tới dự tiệc hoang tộc người, đã sớm nhận biết Bàng Thanh Cốc, cho nên nhìn thấy này rất có lực trùng kích hình ảnh, cũng không lấy làm lạ, dồn dập tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Hoang Phi Vũ Cơ cực đoan bài ngoại, chỉ coi trọng hoang tộc đích hệ huyết mạch, cho nên đối với mấy cái này thông qua thí luyện, một lần nữa trở về Hoang Thiên Thần Quốc hoang tộc người, cũng không có gì tốt ánh mắt, nhàn nhạt tự mình uống trà. Cái gọi là thiết yến khoản đãi, cũng bất quá là làm theo phép. Chỉ có khi nhìn đến Diệp Thần thời điểm, nàng cái kia đạm mạc trong ánh mắt, mới lộ ra một vệt hào hứng, nghiêng đầu hướng Hoang Vân Hy thì thầm hỏi thăm vài câu. Hoang Vân Hy thì là nhỏ giọng trả lời, một bộ cười hì hì bộ dáng. Hoang Phi Vũ Cơ đang nghe Hoang Vân Hy lời về sau, con mắt lóe sáng, liên tục gật đầu. Diệp Thần thấy này hai mẹ con đang nghị luận chính mình, mà Hoang Phi Vũ Cơ cũng không có lộ ra chán ghét biểu lộ, trong lòng an tâm một chút. Hắn nghĩ phá khai thái thản tròm sao thần thuật phong ấn, việc này còn cần Hoang Phi Vũ Cơ trợ lực. Đại gia thỏa thích ăn uống, hôm nay là nữ đế bệ hạ khoản đãi. Bàng Thanh Cốc lạnh nhạt mở miệng, chủ trì yến hội. Một đám khách khứa dồn dập tạ ơn, liền bắt đầu dùng bữa. Bàng Thanh Cốc cùng Hoang Phi Vũ Cơ, Hoang Vân Hy mẹ con, cũng là ngồi cùng bàn dùng bữa. Diệp Thí Thiên, đang ăn trong bữa tiệc, Hoang Phi Vũ Cơ để đũa xuống, đột nhiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh như không linh u cốc. Nghe được Hoang Phi Vũ Cơ kêu gọi, Diệp Thần khẽ giật mình, toàn trường người tầm mắt, cũng là đồng loạt nhìn về phía hắn. Bệ hạ, Diệp Mỗ ở đây. Diệp Thần đứng dậy, chắp tay, lễ tiết không kiêu ngạo không tự ti. Hoang Phi Vũ Cơ gật đầu nói, ta nghe nói hôm qua, người diệt sát muôn vàn hỗn độn thiên ma, thần thông thật đúng là kinh thiên động địa. Diệp Thần khách khí nói, không dám, đều là bệ hạ tí hữu. Hoang Phi Vũ Cơ tiếu đạo, ha ha, không cần quá khiêm tốn, thực lực ngươi như thế cường hãn, ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút. Vân Hy, người đi cùng Diệp công tử luận bàn một chút. Lãnh giáo một chút hắn cao chiêu. Hoang Vân Hy tiếu đạo, được rồi, mẫu hậu. Dứt lời, Hoang Vân Hy liền trực tiếp đi ra tới, mệnh tôi tớ đem phụ cận mấy bàn lớn đẩy ra, sạch sẽ ra một mảnh đất trống, hướng Diệp Thần đưa tay mời, cười hì hì nói. Diệp Thí Thiên, chúng ta tới đánh một trận đi. Nàng không mở miệng thời điểm, liền là một bộ tôn quý công chúa bộ dáng, vừa mở miệng liền lộ ra hào hứng nhảy thoát, hoạt bát vô cùng. Diệp Thần ngẩn ngơ, này hai mẹ con, hiển nhiên là thương lượng xong, chính là muốn hắn ra tay, khảo nghiệm thực lực của hắn. Ở đây khách khứa cũng là hứng thú, xì xào bàn tán. Hoang Vân Hy mặt ngoài tu vi, cũng không mạnh bằng Diệp Thần đi nơi nào, nhưng nàng là thiên hoang tinh chuyển thế, mà lại trong hoàng cung lại có địa mạch gia trì, phần thắng so Diệp Thần lớn hơn. Nhưng Diệp Thần có diệt sát muôn vàn hỗn độn thiên ma dũng mãnh chiến tích, nhưng cũng không ai dám xem thường hắn. Ha ha, Diệp Thí Thiên, còn đứng ngây ra đó làm gì? Công chúa Điện Hạ tìm ngươi luận bàn,
là vận khí của ngươi cùng vinh hạnh. Như vậy đi, ngươi nếu có thể thắng công chúa điện hạ, ta cho ngươi ban thưởng 1 vạn viên hoang cổ nguyên ngọc. Bàng Thanh Cốc nở nụ cười, dài rộng thân thể lay động, cũng muốn tận mắt nhìn một chút Diệp Thần thực lực như thế nào. Nghe được 1 vạn viên hoang cổ nguyên ngọc ban thưởng, Hoàng Vân Hy đôi mắt đẹp chớp động, quay đầu tiếu đạo, Bàng thúc thúc, cái kia muốn là ta thắng đâu. Bàng Thanh Cốc tiếu đạo, công chúa điện hạ thắng, ta liền cho gấp đôi. Hoàng Vân Hy hì hì tiếu đạo, cái kia rất tốt, Diệp Thí Thiên, tới đi. Diệp Thần thấy toàn trường người tầm mắt, đều đang nhìn hắn, trận chiến đấu này khó mà tránh khỏi. Nếu là rơi xuống Hoàng Phi Vũ Cơ mặt mũi, đắc tội đối phương, cái kia càng là phiền toái. Ngay sau đó, Diệp Thần liền không do dự nữa, đi ra, nói, Vân Hy công chúa, vậy chúng ta liền luận bàn một ít, nhưng điểm đến là dừng, không thể tổn thương hòa khí. Hoàng Vân Hy hì hì cười một tiếng, lặng yên truyền âm nhập mật, hướng Diệp Thần đạo, tối hôm qua trên giường ngươi khách khí như vậy, hôm nay vẫn là khách khí như vậy, nếu là thật đánh nhau, ta cũng sẽ không để cho ngươi. Nàng tính tình ngay thẳng, nhưng lời này dính đến giữa nam nữ việc riêng tư, nàng liền không có công khai biểu lộ, chỉ nói cho Diệp Thần một người nghe. Diệp Thần nhớ tới tối hôm qua kiều diễm hình ảnh, thần tâm hơi hơi rung động. Ngay lúc này, Hoàng Vân Hy liền thừa cơ ra tay rồi, nói, Diệp công tử, xin chỉ giáo. Nàng đầu ngón tay huy trưởng đánh tới, thân thể như hồ điệp tung bay cướp mà tới, song trưởng như đao kiếm cắt về phía Diệp Thần mặt. Diệp Thần cười một tiếng, Hoàng Vân Hy muốn nhân cơ hội đánh lén hắn, đó là quá ý nghĩ hão huyền. Hắn kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, tại Hoàng Vân Hy ra tay trong nháy mắt, hắn liền lấy lại tinh thần, huy trưởng hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy, hóa giải Hoàng Vân Hy thế công. Hoàng Vân Hy thân thể, bị Diệp Thần trưởng lực đẩy lui mấy bước, nàng tiên cơ xuất kích, vẫn là gần như đánh lén, nhưng vẫn là bị Diệp Thần đánh lui, chỉ một hiệp giao phong, liền có thể nhìn ra hai người võ đạo cao thấp khác biệt. Hàng năm đắm chìm liều mạng tranh đấu Diệp Thần, hoàn toàn không phải Hoàng Vân Hy có thể so sánh. Vân Hy, giá Diệp công tử là cường giả, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự tới. Hoàng Phi Vũ Cơ thấy thế, liền quát. Đúng. Hoàng Vân Hy lên tiếng, thu liễm lại tất cả cười đùa cùng nhảy thoát, biểu lộ trở nên nghiêm nghị. Nghĩ chân chính thăm dò ra Diệp Thần thực lực, nàng nhất định phải cũng muốn toàn lực ứng phó. Thiên Hoàng Tinh, lên. Hoàng Vân Hy bóp thủ ấn, trên thân từng sợi linh khí dâng trào mà ra, phía sau lưng tinh quang lấp lánh, một khỏa sáng chói tinh thần, cấp tốc bay lên. Ông! Cái kia viên bay lên tinh thần, toát ra từng đạo cổ lão hào quang. Này chút hào quang, mang theo hoang cổ, tịch diệt, lạnh lẽo khí tượng, một nở rộ vương xuống đến, một màn kinh người liền xuất hiện. Chỉ thấy bị hoang cổ tinh quang bao phủ địa phương, đều cấp tốc theo màu sắc rực rỡ biến thành hắc bạch. Diệp Thần cùng Hoàng Vân Hy chỗ đứng yên địa phương, trong nháy mắt liền thành hắc bạch thế giới, liền lên phương bầu trời đều hóa thành hắc bạch. Đây là hoang cổ khí tức, bao phủ che giấu đại khí tượng. Diệp Thần quần áo, đều thành hắc bạch màu sắc, cái kia hoang cổ khí tức, còn hướng trong da của hắn mặt thấm vào. Một khi thân thể của hắn, lọt vào hoang cổ khí tức xâm phạt, cả người liền sẽ rút đi hết thảy hào quang, biến thành một bộ chỉ có đen màu trắng khô thi. Máu tươi cùng linh khí đem không còn tồn tại. Đây là hoang cổ chi đạo đáng sợ, Thái Hoang Tam Tuyệt đạo bên trong, Thâu Thiên nói, Huyền Thiên đạo, Băng Thiên nói, đều có thể làm đến tương tự hiệu quả, nhưng uy lực tuyệt đối không có Hoang Vân Hy viên này Thiên Hoang Tinh khổng lồ như vậy. Muốn là bình thường hoang cổ đạo pháp, hoàn toàn không có khả năng tổn thương đến Diệp Thần, nhưng ngày này hoang tinh khí tức, lại có thể xâm phạt thân thể của hắn. Một khi có chút sai lầm, Diệp Thần lập tức liền muốn biến thành khô thi. Thật là lợi hại thiên tinh. Thanh Liên chống trời pháp, lên. Diệp Thần không chút hoang mang, ngón tay bấm quyết, toàn thân thanh quang bùng nổ, từ phía sau lưng toát ra một gốc to lớn thanh liên, chống trời mà lên, cơ hồ muốn đỉnh phá thương khung. Chống trời mà lên thanh liên, rơi xuống đạo đạo hào quang, xua tan đi Diệp Thần trên người hoang cổ xâm phạt khí. Diệp Thần quần áo, lại khôi phục màu sắc. Thân thể không tiếp tục bị hoang cổ ma diệt nguy hiểm. Thanh Liên đạo tổ tuyệt học, có chút ý tứ. Đang tại quan chiến Hoàng Phi Vũ Cơ, khi nhìn đến Diệp Thần xanh thiên thanh liên về sau, khẽ gật đầu, lộ ra một vẻ tán dương vẻ mặt. Bàng Thanh Cốc cũng là con mắt híp lại, yên lặng quan chiến. Thiên Hoàng Tinh Vũ rơi.
Hoàng Vân Hy nhìn thấy cái kia một gốc thanh liên, biết Diệp Thần lợi hại, lập tức bùng cháy khí huyết, đại lượng linh khí rót vào thiên hoang tinh bên trong, bắn ra ngàn vạn đạo tinh quang, hóa thành mưa sao băng, phù vù rung động, hướng về kia gốc xanh thiên thanh liên bạo rơi mà đi. Nàng muốn phá hủy thanh liên, rút củi dưới đáy nồi, đoạn tuyệt Diệp Thần phòng hộ. Đại mộ thần kiếm. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, tế ra luân hồi thiên kiếm, một vệt mang theo cuồn cuộn thiên táng khí tức cuồng bạo kiếm khí, nghịch thiên chảm ra, bao phủ vạn dặm gió lốc, đúng là đem Hoang Vân Hy bạo sát mà đến tinh quang, toàn bộ táng diệt chém vỡ. Liền chung quanh thời không, tại Diệp Thần đại mộ thần kiếm dưới, cũng là mơ hồ sụp đổ, tựa như muốn được mai táng. Song rắn chòm sao, không gian giam cầm. Diệp Thần thần thông biến hóa vô tận, tay trái bóp quyết, song rắn chòm sao đồ đằng liền hiển hóa ra ngoài, một cái khối Rubik hình dạng không gian hình lập phương, tại Hoang Vân Hy quanh thân tạo ra, đưa nàng vây ở bên trong. Hoang Vân Hy khuôn mặt biến sắc, lập tức thôi động thiên hoang tinh, linh khí phồng lên, hoang tinh bảo. Trong chốc lát, liền có vô số đạo tinh quang bắn mạnh mà ra, mỗi một đạo tinh quang đều giống như thực chất, mang theo sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, vô số tinh quang bắn phá phía dưới, liền đem Diệp Thần cái kia khối Rubik không gian phong tỏa, triệt để xuyên thấu đến thủng trăm ngàn lỗ. Hoang Vân Hy từ trong đó giết ra, trong tay hoang tinh ném một cái, ngàn vạn sợi tinh quang hóa thành ngàn vạn đạo phi kiếm, quanh quẩn lấy thân thể mềm mại của nàng, phiên phi vũ động, cùng nhau hướng về Diệp Thần bạo sát mà đi, toàn bộ Hoang Thiên Thần Quốc Hoàng Cung địa mạch, đều vì nàng trợ lực, một chiêu này thanh thế 10 điểm hung mãnh. Song rắn chòm sao, không gian hàng chiều, chấn áp. Diệp Thần không hề bị lay động, vẫn là thôi động song rắn chòm sao, một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy không gian chung quanh, bắt đầu sụp đổ, theo ba chiều kết cấu, sụp đổ giảm xuống thành hai chiều, theo lập thể biến thành mặt phẳng. Hoàng Vân Hy bay vụt mà đến ngàn vạn phi kiếm, còn không có đụng phải Diệp Thần, liền lọt vào không gian hàng chiều ảnh hưởng, từng thanh phi kiếm biến thành họa, ngưng kết giữa không chung bất động. Liền Hoàng Vân Hy thân thể, cũng bắt đầu hàng chiều, theo lập thể hình người, cấp tốc biến thành người trong bức họa. Đây là song rắn tinh tòa không gian pháp tắc chỗ đáng sợ, bình thường không gian pháp tắc, chỉ có thể điều khiển bản vĩ độ không gian, nhưng song rắn chòm sao không gian pháp tắc, có thể điều khiển tùy ý vĩ độ, thăng chiều hàng chiều đều trong một ý nghĩ. Dùng Diệp Thần thực lực trước mắt, còn làm không được không gian thăng chiều, nhưng đã có thể làm được hàng chiều đả kích. Kẻ địch một khi lọt vào không gian hàng chiều, liền muốn theo người sống biến thành người trong bức họa, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Trừ phi là thần vương hoặc là thiên đế, bằng không bình thường người, căn bản không có khả năng tại hai chiều trong không gian sinh tồn. Hoàng Vân Hy cảm thấy được chính mình thân thể, muốn hàng chiều thành bức họa, lập tức kinh hãi, gấp vội rút thân lui lại. Cũng may mắn tu vi của nàng, so Diệp Thần cao hơn, phản ứng cũng nhanh, không có có nhận đến hàng chiều tổn thương, bằng không, nàng khả năng liền muốn thật biến thành người trong bức họa, rốt cuộc biến không trở lại. Nhìn thấy chật vật lui lại Hoang Vân Hy, toàn trường người một hồi xôn xao, không nghĩ tới Diệp Thần tại cảnh giới dưới tình thế xấu, còn có thể dựa vào thần thông, dễ dàng đem Hoang Vân Hy hạ gục. Vân Hy công chúa, đa tạ. Diệp Thần mỉm cười, chắp tay, thu hồi song rắn biến chòm sao không gian thần thông. Kỳ thật hắn cũng không có thương tổn Hoang Vân Hy tâm tư, vừa mới tại thi triển song rắn chòm sao thời điểm, hắn đã âm thầm triển khai một tầng không gian thủ hộ. Coi như Hoàng Vân Hy thật bị hàng chiều, cũng sẽ không thụ thương. Hoàng Vân Hy khuôn mặt đỏ bừng, hồi tưởng lại vừa mới Diệp Thần song rắn chòm sao đáng sợ thần thông, nàng y nguyên lòng còn sợ hãi, nhưng lại rất là không phục, tiến lên trước một bước, nói. Diệp Thí Thiên, người chẳng qua là thần thông lợi hại, thực lực tu vi không bằng ta, chúng ta lại đánh qua, giao đấu còn không có kết thúc đâu. Tế lên thiên hoang tinh, liền muốn tái chiến. Nghĩ đến lần này chỉ cần mình làm tốt phòng hộ, ngưng thần đề phòng, nhất định sẽ không bị Diệp Thần song rắn chòm sao gây thương tích. Vân Hy, đừng quấy rối. Hoàng Phi Vũ Cơ lên tiếng ngăn cản, nói thua liền là thua, Diệp Thí Thiên không có thương tổn ngươi, là hắn nhân từ, còn không mau tạ ơn người ta. Hoàng Vân Hy hừ một tiếng, tính nét cao ngạo, dĩ nhiên không có khả năng nói với Diệp Thần tạ ơn, có chút bực mình thu hồi thiên hoang tinh, nói coi như vậy đi, Diệp Thí Thiên. Tính ngươi thắng. Diệp Thần dở khóc dở cười, cái này công chúa, tính tình thật đúng là xảo trá cực kỳ, tối hôm qua rõ ràng còn một bộ nóng rực bộ dáng, bò lên giường của hắn giường,
hôm nay bị hắn hạ gục, liền cáu kỉnh. Bàng Thanh Cốc nhìn thấy Diệp Thần thắng được, liên tục gật đầu, nói, Diệp tiểu hữu hảo lợi hại thần thông, này song rắn tròm sao làm đến xuất thần nhập hóa, khiến cho người bội phục. Người tới, thưởng. Bàng Thanh Cốc vung tay lên, Bàng gia trưởng lão Bàng Kiên đi ra, cầm lấy một cái túi đựng đồ, cung kính đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy, tinh thần lực quét qua xem, liền thấy trong túi chữ vật, trang bị 10.000 viên nguyên ngọc. Này chút nguyên ngọc, không phải bình thường nguyên ngọc, mà là hoang cổ nguyên ngọc, năng lượng 10 điểm dồi dào, lại ẩn chứa cổ lão thái hoang linh khí, hấp thu về sau, đối tu vi rất có ích lợi, còn có khả năng tăng tiến thái hoang tam tuyệt đạo tu vi. Đa tạ Bàng Thiên Sư ban thưởng. Diệp Thần chắp tay tạ ơn. Bàng Thanh Cốc cười híp mắt gật đầu, trong mắt đối Diệp Thần vẻ tán thưởng, càng thêm nồng đậm, nghĩ thầm. Kẻ này nhất định phải lôi kéo, nếu như không có thể làm việc cho ta, cái kia cũng chỉ đành. Hừ hừ. Yến hội kết thúc, rất nhiều hoang tộc người, hướng Hoang Phi Vũ Cơ, Hoang Vân Hy, Bàng Thanh Cốc cáo biệt từ đi, Diệp Thần vừa mới đứng dậy, còn chưa nói cáo từ lui ra lời nói, liền nghe Hoang Phi Vũ Cơ đạo. Diệp Thí Thiên, ngươi lưu lại. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, nói, đúng, liền lưu lại. Hoang Phi Vũ Cơ phất phất tay, tay trái thị vệ tôi tớ, toàn bộ lui ra, giữa sân chỉ còn lại có nàng, Hoang Vân Hy, Bàng Thanh Cốc, Diệp Thần 4 người. Diệp Thần thấy Bàng Thanh Cốc cũng lưu lại, cảm thấy hơi hơi run lên. Hoang Phi Vũ Cơ tầm mắt lườm liếc Bàng Thanh Cốc, nói thiên sư, hôm qua Diệp Thí Thiên, kém chút liền có thể dẫn động Hoang Thiên Võ Bia, đáng tiếc bởi vì ngoài ý muốn nguyên nhân, Hoang Thiên Võ Bia rơi xuống, hôm nay ta muốn gọi hắn lại thử một chút, ngươi xem coi thế nào. Bàng Thanh Cốc nói, hết thảy đều theo bệ hạ phân phó. Hoang Phi Vũ Cơ tiếu đạo, năm đó Hoang Thiên Đế lão tổ bản thân, vị kia áo đen thiên đế, hao tổn tận tâm huyết, chế tạo ra Hoang Thiên Võ Bia, kỳ thật chính là vì đề phòng các ngươi Bàng gia tạo phản, cũng là đề phòng sử thần. Vị kia áo đen thiên đế lưu lại tiên đoán, nói ai có thể chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia, người đó liền có thể trấn áp các ngươi Bàng gia, người không sợ sao? Bàng Thanh Cốc kinh sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng, nói thần đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, không dám có chút lòng phản loạn, nếu là bệ hạ cảm thấy thần có hai lòng, chỉ cần một câu, thần nguyện lập tức nhận lãnh cái chết, vừa lại không cần Hoang Thiên Võ Bia. Hoang Phi Vũ Cơ hé miệng cười một tiếng, nói, ngươi tu vi càng ngày càng cường đại, ta là trấn không được ngươi, ha ha, ta muốn cho Diệp Thí Thiên nếm thử chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia, ngươi có thể cho phép. Bàng Thanh Cốc nước mắt chảy ròng, nói, nếu có người có thể chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia, bỏ đi bệ hạ cảnh giác, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, thần nguyện đời đời kiếp kiếp thủ hộ bệ hạ. Hoang Phi Vũ Cơ cười cười, tầm mắt nhìn về phía Diệp Thí Thiên, nói, Diệp Thí Thiên, người có nguyện trưởng khống Hoang Thiên Võ Bia. Diệp Thần tâm đầu khẽ động, đến giờ khắc này, rốt cuộc minh bạch Hoang Thiên Võ Bia tác dụng, nguyên lai có khả năng trấn áp Bàng gia. Tối hôm qua Bàng Thanh Cốc đã cảnh cáo Diệp Thần, không muốn đụng vào Hoang Thiên Võ Bia. Hắn thậm chí định ra nhân quả luật, nếu như Diệp Thần dám đụng vào Hoang Thiên Võ Bia, lập tức liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Lúc này nghe được Hoang Phi Vũ Cơ hỏi thăm, Diệp Thần nhìn một chút Bàng Thanh Cốc, Bàng Thanh Cốc cũng không để lại dấu vết nhìn xem hắn, đôi mắt chỗ sâu âm độc chi sắc, tựa như độc xà. Diệp Thần không hề bị lay động, hướng Hoang Phi Vũ Cơ đạo, bệ hạ, ta có khả năng nếm thử, nhưng liền sợ tu vi không đủ, khống chế không nổi cái kia Hoang Thiên Võ Bia. Hoang Phi Vũ Cơ đạo, chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia, xem chính là duyên phận, không phải tu vi, ta nhìn ngươi cùng Hoang Thiên Võ Bia, liền rất hữu duyên, ngươi nhất định là áo đen thiên đế trong lời tiên đoán, có thể trấn áp Bàng gia, thậm chí đối kháng sử thần, cứu vớt ta hoang tộc tồn tại. Diệp Thần rất là tò mò, nói, không biết vị kia áo đen thiên đế, là đại nhân vật gì. Hắn trong cõi u minh có loại dự cảm, cái kia áo đen thiên đế, là tương lai chính mình vận mệnh bên trong, 10 điểm nhân vật mấu chốt. Nhưng, áo đen thiên đế cụ thể bộ dáng, Diệp Thần không thể nào nhìn thấy. Hoang Phi Vũ Cơ trần chờ một thoáng, nói, vị kia áo đen thiên đế, hắn là Hoang Thiên Đế lão tổ bản thân, nhưng danh hào của hắn, lại là không nhỏ cấm kỵ. Hắn là bị thượng thiên vứt bỏ nhân vật, thiên sinh thiên khí tuyệt sát mệnh cách, trên thân sát khí đáng sợ đến vô cùng. Ta sợ nói ra danh hào của hắn, sẽ trùng kích đạo tâm của ngươi, nhưng ngươi tiêm nhiễm tai họa, vậy cũng không tốt. Diệp Thần cau mày nói, há, phải không?
Đúng lúc này, Diệp Thần đột nhiên nghe được, luân hồi mộ địa bên trong, Huyết Kiêu Ngục Hoàng thanh âm truyền ra, nói, mộ chủ, nàng nói áo đen thiên đế, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là khí thiên đế. Diệp Thần đạo, khí thiên đế, tiền bối, ngươi biết hắn. Này khí thiên đế tam chữ, quả nhiên. Diệp Thần đang nghe khí thiên đế tam chữ thời điểm, đạo tâm đúng là có một cỗ to lớn xúc động, phảng phất nhận kịch liệt chấn động cùng trùng kích, lại giống như có cái gì đau khổ tuyệt vọng sát khí, muốn theo tuyên cổ thời không bên trong truyền đến, xâm phạt tinh thần của hắn. Âm thầm vận chuyển luân hồi huyết mạch lực lượng, Diệp Thần mới ngăn trở cỗ này xâm phạt. Huyết Kiêu Ngục Hoàng ánh mắt mang theo một chút mê ly, phảng phất lâm vào viễn cổ trong hồi ức, hơi có chút buồn bã nói. Dĩ nhiên nhận biết, vị kia khí thiên đế, hàng năm xuyên toàn thân áo đen, cho nên lại bị người gọi áo đen thiên đế, hắn vừa ra đời liền là thiên khí tuyệt sát mệnh cách, có được này loại mệnh cách người, đã định trước bị thượng thiên vứt bỏ, không có tu luyện linh căn, vận khí cực kém, vận rủi quấn quanh, bất luận cái gì tiếp xúc hắn người, đều sẽ tiêm nhiễm vận rủi khổ nạn. Này loại mệnh cách, so với thiên sát cô tinh mệnh cách, còn muốn đáng sợ hơn vạn lần. Ta không biết khí thiên đế, là thế nào theo một cái bị thượng thiên vứt bỏ cô nhi, tu luyện tới thiên đế cảnh giới, ta chỉ biết là ta gặp được hắn thời điểm, hắn cũng đã là phách tuyệt chư thiên thiên đế cường giả, bình thường người đều không dám gọi thẳng danh hào của hắn. Hắn tinh thông luyện khí cùng trận pháp, hồn thiên đế thiên ma cổ bảo, kỳ thật liền là hắn luyện chế. Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Nói thiên ma cổ bảo là hắn luyện chế. Huyết Kiêu Ngục Hoàng nói, đúng vậy, nếu như nói thời thế hiện nay, luyện khí tạo nghệ người lợi hại nhất, là Thiên Khải Chí Tôn, cái kia thời đại viễn cổ, khí thiên đế liền là luyện khí đệ nhất nhân. Mà lại, bản lãnh của hắn, so với Thiên Khải Chí Tôn lợi hại rất nhiều, ngoại trừ luyện khí bên ngoài, còn tinh thông trận pháp. Tại thời đại viễn cổ, có vô số cổ thần, chèn phá đầu đều muốn cầu khí thiên đế ra tay luyện khí. Khí thiên đế mệnh cách sát khí đáng sợ, bất luận cái gì tới gần hắn người, đều sẽ tao ngộ vận rủi không rõ, những cái kia mời hắn ra tay người luyện khí, thường thường kết cục cuối cùng đều chết bất đắc kỳ tử mà chết, nhưng tìm kiếm người y nguyên nối liền không dứt. Ta cũng không tin ta, từng cầu khí thiên đế chế tạo qua một món pháp bảo, gọi huyết kiêu đồ, tại sao khi ta chết liền thất lạc. Mộ chủ, như người thấy, ta cuối cùng cũng tao ngộ vận rủi, bi thảm ngã xuống. Kỳ thật. Không chỉ là ta, còn có hồn thiên đế, hắn cùng nguyên thiên đế tranh đấu lạc bại, đoán chừng cũng có bộ phận nguyên nhân, là bởi vì hắn tiếp xúc qua khí thiên đế, bị thượng thiên từ bỏ. Bất luận cái gì tiếp xúc khí thiên đế người, đều sẽ như khí thiên đế như thế, bị thượng thiên vứt bỏ, kết cục bi thảm. Diệp Thần nghe xong Huyết Kiêu Ngục Hoàng, lập tức ngây dại. Thế gian này, lại có mệnh cách như thế hung sát nhân vật, bị thượng thiên vứt bỏ, toàn thân đều là không rõ cùng ách nạn. Ai dám tới gần cũng sẽ tao ngộ đồng dạng vận mệnh. Cái này, chấm, quá ly kỳ, tiền bối, người bất hạnh ngã xuống, là Chu Mục Thần giết ngươi, cũng không thể quái đến khí thiên đế trên đầu. Còn có, hồn thiên đế cùng nguyên thiên đế tranh đấu, này loại phương diện quyết đấu, hẳn là cũng không phải người bên ngoài có thể ảnh hưởng. Diệp Thần lắc đầu, không tin khí thiên đế sát khí đáng sợ như vậy, thế mà có thể vặn vẹo Huyết Kiêu Ngục Hoàng. Thậm chí là vặn vẹo hồn thiên đế vận mệnh. Huyết Kiêu Ngục Hoàng cười khổ một tiếng, nói ta cũng không tin, nhưng sự thật chính là, hết thảy tiếp xúc khí thiên đế người, đều bi thảm mà chết. Diệp Thần yên lặng, tình huống như vậy, đích thật là ly kỳ. Chẳng lẽ vị kia khí thiên đế, mệnh cách khủng bố đến tình trạng như thế, liền Huyết Kiêu Ngục Hoàng hòa hồn thiên đế nhân vật bậc này, đều muốn tiêm nhiễm không rõ. Huyết Kiêu Ngục Hoàng nói, khí thiên đế chỉ có một cái nửa bằng hữu, nửa cái là ta, một cái liền là Hoang Thiên Đế. Hoang Thiên Đế so ta còn thê thảm, nhận lấy 7 ác mộng trận tra tấn, đoán chừng cũng là bị khí thiên đế mệnh cách sát khí ăn mòn, nhất định bị thượng thiên vứt bỏ. Bất quá, chỗ có nhân quả, đều bị Hoang Thiên Đế thừa nhận rồi, khối kia Hoang Thiên võ bia, mộ chủ, người cũng là có thể an tâm thu lấy. Cái kia Hoang Thiên võ bia, có thể là khí thiên đế chế tạo đồ vật A. Uy lực nhất định không thể coi thường. Ngươi nếu có thể chấp trưởng, thực lực tất có thể nâng cao một bước. Tại thời đại viễn cổ, khí thiên đế là đỉnh cấp luyện khí sư, hắn chế tạo đồ vật, đó là đương nhiên là không phải tầm thường. Diệp Thần trong lòng hơi động, cái gì thiên khí tuyệt sát mệnh cách, hắn cũng không tin tà, không tin khí thiên đế mệnh cách, sẽ có khủng bố như vậy,
có thể đem người kéo vào ách nạn thâm uyên. Nhưng, khí thiên đế luyện khí tạo nghệ, nếu huyết kiêu ngục hoàng tôn sùng như vậy, cái kia Diệp thần cũng là tâm động. Chỉ nghe Hoàng Phi Vũ Cơ nói, Diệp thí thiên, người đi với ta thiên hoàng tổ điện, ta dẫn người đi xem hoàng thiên võ bia. Diệp thần đạo, đúng. Ngay sau đó, Hoàng Phi Vũ Cơ tại Hoàng Vân Hy nâng đỡ, hướng về hoàng cung chỗ sâu đi đến. Diệp thần cấp tốc đi theo, bàng thanh cốc bóp cái pháp quyết, dưới thân hào quang lưu động, hiện ra một món pháp bảo, chính là một tấm lam u thảm bay, nằm lên hắn thân thể cao lớn, cũng hướng về thâm cung bay đi. Diệp thí thiên, nhớ kỹ ta tối hôm qua nói lời, đừng vọng tưởng đụng vào hoang thiên võ bia, bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Bàng thanh cốc bay đến Diệp thần bên người, hạ giọng, hung tợn nói. Vừa mới tại Hoàng Phi Vũ Cơ trước mặt, hắn một bộ trung thành tuyệt đối, khóc ròng ròng bộ dáng, bây giờ đang ở Diệp thần trước mặt, liền trở nên hung tàn. Diệp thần chỉ cười cười, cũng không có đáp lại. Bàng thanh cốc lại nói, này hoang thiên võ bia, chờ thời cơ duyên phận đến, bệ hạ chính nàng sẽ chấp trưởng, không tới phiên ngươi tới nhúng chàm. Ngươi một ngoại nhân, nếu là dám nhúng tay ta hoang thiên thần quốc nội vụ, ta muốn ngươi chết. Uy hiếp một phiên, bàng thanh cốc ngữ khí lại trở nên bằng phẳng, nói, chỉ cần ngươi chịu nghe lời, coi như không đầu nhập vào ta, ngươi kịp thời rời đi hoang thiên thần quốc, ta cũng sẽ không vì khó ngươi, ngược lại sẽ đưa ngươi một bút hậu lễ. Nghe bàng thanh cốc cưỡng bức cám dỗ, Diệp thần chỉ cảm thấy buồn cười, vẫn là lắc đầu không nói chuyện. Xem bàng thanh cốc bộ dáng, hắn đối cái kia hoang thiên võ bia, đích thật là kiêng kỵ e ngại cực kỳ. Bàng thanh cốc nhìn thấy Diệp thần bộ dạng này chẳng hề để ý biểu lộ, cơ hồ muốn chọc giận đến nổ tung, toàn thân thịt mỡ run run, bất quá cố kỵ đến nữ đế cùng công chúa ngay ở phía trước, hắn cũng không dám phát tác, nghĩ thầm. Tiểu tử này cuối cùng chỉ có thần đạo cảnh, nghĩ đến cũng không lật được trời, nếu là hắn thật dám cùng ta đối kháng, cái kia giết là được. Một đường tiến lên, bốn người rất đi mau đến hoàng cung chỗ sâu, một mảnh cung điện hùng vĩ khu kiến trúc bên trong. Hoàng cung các nơi, đều là điêu long họa phượng, cổ kính bộ dáng, nhưng này mảnh quần thể kiến trúc, lại như thần điện cấu tạo, mỗi một tòa cung điện đều bắn ra lấy ánh sáng thần thánh, có thật nhiều người mặc bạc áo giáp màu trắng nữ chiến sĩ, ở bên trong tuần tra, nhìn thấy Hoàng Phi Vũ Cơ cùng Hoàng Vân Hy tới, liền dồn dập hành lễ. Gặp qua nữ đế bệ hạ, gặp qua công chúa điện hạ, lại không hướng bàng thanh cốc hành lễ. Các ngươi tất cả lui ra, ta có chuyện quan trọng xử lý. Hoàng Phi Vũ Cơ thản nhiên nói, thanh âm tự mang nữ đế uy nghiêm. Đúng. Một đám nữ chiến sĩ, liền dồn dập lui ra, rất nhanh toàn bộ thần điện quần thể kiến trúc, liền không có một ai. Diệp thần bước vào này mảnh thần điện khu kiến trúc bên trong, liền thấy tại phía trước trong sân rộng, nghiêng cắm một tấm bia đá, hoang cổ khí tức lan tràn, làm cho chung quanh hoa cỏ cây cối cùng gạch đá đều hóa thành hắc bạch màu sắc. Tại cái kia trên tấm bia đá, in một cái hoang chữ. Chính là Diệp thần hôm qua thấy qua hoang thiên võ bia. Hôm qua tại phi thuyền bên trên thời điểm, Diệp thần dẫn động hoang thiên võ bia, thậm chí kém chút chấp trưởng, nhưng cuối cùng cái kia hoang thiên võ bia, lại rơi xuống. Rơi xuống hoang thiên võ bia, đem chọn cái quảng trường, đều nện đến nổ tung, khắp nơi là vết nứt, đất đá cuồn cuộn, tràng diện có chút hùng vĩ. Diệp thí thiên, nơi này chính là hoang thiên tổ điện, là năm đó vị kia áo đen thiên đế. Giúp chúng ta hoang tộc kiến tạo địa phương, dùng tới cung phụng hoang thiên võ bia. Hoang thiên võ bia khí tức quá mênh mông, bình thường là chôn giấu trong lòng đất trong cung điện, vạn cổ đến nay, cho tới bây giờ không ai có thể dẫn động, ngươi là đệ nhất nhân. Chôn dưới đất hoang thiên võ bia, bởi vì ngươi mà ra, ta nghĩ, ngươi nhất định chính là hoang thiên võ bia người hữu duyên, ngươi có khả năng chấp trưởng này bia. Hoang Phi Vũ Cơ ngắm nhìn Diệp thần, tầm mắt sáng rực. Tràn đầy tán thưởng cùng chờ mong. Nàng chỉ mong Diệp thần có thể chấp trưởng hoang thiên võ bia. Khối này hoang thiên võ bia, không ngừng có khả năng chấn áp bàng gia, thậm chí có thể đối kháng sửu thần, hết sức lợi hại. Diệp thần ánh mắt nhìn hoang thiên võ bia, thấy trong hư không có một cỗ mịt mờ gợn sóng, biết là bàng thanh cốc bày ra nhân quả luật. Chỉ cần hắn dám đụng vào hoang thiên võ bia, hắn liền muốn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cỗ này nhân quả luật. Diệp thần dĩ nhiên không sợ. Nhưng ngoại trừ nhân quả luật bên ngoài, Diệp thần còn bắt được một tia cực kỳ năng lượng ba động khủng bố, tựa hồ là trận pháp gợn sóng. Cỗ này trận pháp năng lượng ba động, so với bàng thanh cốc nhân quả luật,
muốn cường hoành khủng bố vạn lần, làm cho Diệp Thần cũng là kinh hãi không thôi. Hoàng Phi Vũ Cơ nói, Diệp Thí Thiên, ngươi liền nếm thử chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia, ra tay thử một chút. Diệp Thần đạo, bệ hạ, nơi này là không phải có cái gì thủ hộ đại trận. Cái kia cố kinh khủng trận pháp năng lượng ba động, nhưng Diệp Thần thấy lo lắng. Hoàng Phi Vũ Cha Cơ cười nói, ngươi tâm tư nhạy cảm như thế, thế mà có thể bắt được tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận khí tức. Không sai, nơi này thật có một tòa thủ hộ đại trận, là năm đó áo đen thiên đế bố trí, tên là tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận. Này tòa tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận, vây quanh toàn bộ Hoang Thiên Tổ Điện, một khi khởi động, kinh khủng âm hỏa liền sẽ bốc cháy mà lên, mãi đến đem Hoang Thiên Tổ Điện bên trong toàn bộ sinh linh, toàn bộ đốt thành cho bụi về sau, đại trận kia âm hỏa mới có thể lắng lại. Cho dù là thiên đế cường giả, nếu như lâm vào tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận bên trong, cũng chỉ có một con đường chết. Tòa trận pháp này, cũng là ta Hoang Thiên Thần Quốc bảo mệnh át chủ bài một trong, ở quá khứ kỷ nguyên bên trong, từng có không ít kẻ địch, chủ yếu là sử thần tộc kẻ địch, mong muốn xâm hại ta Hoang Thiên Thần Quốc, đánh cắp Hoang Thiên Võ Bia, thậm chí muốn diệt tuyệt ta Hoang tộc. Mỗi đến lúc này, ta liền khởi động tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận, để bọn hắn tại đây bên trong bị đốt sống chết tươi, mà ta Hoang tộc người, có thể theo lăng mộ trong địa đạo chạy trốn. Người hôm qua dẫn động Hoang Thiên Võ Bia, khiến lăng mộ chân chính sụp đổ, quay đầu ta phải phái người khơi thông mới được. Diệp Thần giật mình, hiểu được, nguyên lai này thủ hộ đại trận, đúng là khí thiên đế chế tạo, khó trách năng lượng ba động đáng sợ như vậy, liền hắn đều kinh hãi không thôi. Khí thiên đế ngoại trừ luyện khí bản lĩnh cao cường bên ngoài, trận pháp tạo nghệ cũng là nhất tuyệt. Thì ra là thế, bệ hạ, ta nếu là đụng vào Hoang Thiên Võ Bia, sẽ không kích khởi cái kia tuyệt vứt bỏ âm hỏa trận a? Diệp Thần hỏi. Hoàng Phi Vũ Cơ cười nói, sẽ không, ngươi yên tâm ra tay là được. Diệp Thần gật gật đầu, bước đi lên tiến đến, tầm mắt lại lườm liếc Bàng Thanh Cốc, thấy người sau dùng vô cùng ánh mắt oán độc nhìn xem hắn. Bất quá, Diệp Thần cũng không e ngại, liền đi tới Hoang Thiên Võ Bia trước, yên lặng xòe bàn tay ra, ấn đến trên tấm bia đá. Bàng Thanh Cốc thấy Diệp Thần tay cầm, chạm đến Hoang Thiên Võ Bia, trái tim lập tức mãnh liệt nhảy một cái, lại thở dài trong lòng, tiểu tử này thật không sợ chết, đáng tiếc một thân thần thông, thiên tài như thế, không có thể làm việc cho ta. Hắn đã cảnh cáo Diệp Thần, lại bày ra nhân quả luật, chỉ cần Diệp Thần dám đụng vào Hoang Thiên Võ Bia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đối với mình nhân quả luật, có lòng tin tuyệt đối, nghĩ đến Diệp Thần không quan trọng thần đạo cảnh, lợi hại hơn nữa làm sao có thể cùng hắn đối kháng. Thời gian mấy hơi thở đi qua, Diệp Thần tay cầm còn đặt tại Hoang Thiên Võ Bia phía trên, ngưng thần cảm ngộ, cùng Hoang Thiên Võ Bia chậm rãi thành lập cộng minh, bia thân cũng đi theo chậm rãi lay động. Thấy cảnh này, vừa mới hay là tiếc hận nhân tài Bàng Thanh Cốc, lập tức ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này thế nào không chết? Bàng Thanh Cốc trừng to mắt, kinh ngạc phát hiện mình bố trí xuống nhân quả luật, thế mà không có có hiệu lực. Xem Diệp Thần bộ dáng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, một chút việc cũng không có. Cái này sao có thể? Bàng Thanh Cốc ngạc nhiên, nhớ hắn bố trí xuống nhân quả luật, coi như Diệp Thần không chết hết, vậy ít nhất tuyến thời gian phải lượng lớn dập tắt, sâu bị thương nặng. Có thể hiện tại, chung quanh không có một chút dị thường gợn sóng, hắn bố trí xuống nhân quả luật, liền cùng nói nhảm như thế, một chút tác dụng không có. Nhìn thấy một màn này, Bàng Thanh Cốc chấn động, biết Diệp Thần không đơn giản, hắn nhân quả luật không tổn thương được Diệp Thần. Nếu như bị tiểu tử này chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia, thì còn đến đâu? Bàng Thanh Cốc ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú lấy Hoang Thiên Võ Bia. Diệp Thần cùng Hoang Thiên Võ Bia cộng minh lấy, dần dần thành lập được câu thông, cả khối Hoang Thiên Võ Bia, thần quang nở rộ, hà khí dâng lên, từ bên trong chảy ra hoang cổ ảo diệu năng lượng. Cỗ năng lượng này, mang có đáng sợ sát phạt, thiên hoang địa lão, muốn cho thiên địa tinh không, hoàn vũ vạn vật, đều hóa thành hoang vô cùng khô mục. Diệp Thần cảm thấy có hung hãn hoang cổ khí, không ngừng đánh thẳng tới, hắn yên lặng vận chuyển thái hoang tam tuyệt đạo áo nghĩa, thâu thiên nói, huyền thiên đạo, băng thiên đạo diệu pháp, hóa thành từng đầu pháp tắc thần liên, ở trên người hắn như là thác nước rủ xuống lấy. Hoang Thiên Võ Bia hoang cổ khí vào tới, Diệp Thần chẳng những không có bị thương tổn, ngược lại đạt được tăng thêm. Thân thể của hắn, cùng cái kia hoang cổ khí hòa làm một thể, đối thái hoang tam tuyệt đạo lĩnh ngộ, cũng là càng tinh thâm. Thậm chí liền tu vi của mình,
cũng là mơ hồ tăng lên, chạm đến giai đoạn tiếp theo bình cảnh. Diệp Thần buông lỏng tay ra, lùi lại mấy bước, cái kia hoang thiên võ bia, liền chậm rãi bay lên, ông ông tác hưởng, cùng hắn cộng minh lấy. Thấy cảnh này, Hoàng Phi Vũ Cơ cùng Hoàng Vân Hy, đều là kinh hỉ. Hoàng Vân Hy cặp nói, mẫu hậu, Diệp Thí Thiên thật đúng là lợi hại a, xem ra hắn thật có thể chấp chưởng hoang thiên võ bia. Hoàng Phi Vũ Cơ gật gật đầu, mắt trong mang theo một vệt xúc động, nghĩ thầm chờ Diệp Thần chấp chưởng hoang thiên võ bia hô, là có thể giải quyết đi hoang thiên thần quốc nội bộ tai họa ngầm, thậm chí có khả năng cùng sử thần đối kháng. Nhưng mà, lúc này, Diệp Thần thấy hoang thiên võ bia bên trong, có một cỗ phong ấn lực lượng. Cỗ này phong ấn lực lượng, cũng không coi là bao nhiêu thâm hậu, nếu như Diệp Thần muốn mạnh mẽ đột phá, cũng có thể đột phá, nhưng cần muốn trả giá một chút. Diệp Thần nhướng mày, nghiêng đầu nhìn phía Bàng Thanh Cốc. Chỉ thấy Bàng Thanh Cốc cũng đang nhìn hắn, hoặc là nói đúng ra, Bàng Thanh Cốc đang ngó chừng hoang thiên võ bia, một cỗ mịt mở khí tức lan tràn ra. Tiểu tử, người bây giờ dừng tay, sự tình còn có đường lùi. Nếu như người chấp mê bất ngộ, nhất định phải trưởng khống hoang thiên võ bia, cũng đừng trách ta không khách khí. Bàng Thanh Cốc truyền âm nhập mật, thanh âm như tơ truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai. Hoang thiên võ bia bên trên phong ấn, là hắn hiện tại bày ra. Diệp Thần nếu như cưỡng ép đột phá, này phong ấn cũng có thể phá vỡ. Dù sao Bàng Thanh Cốc, Cố Kỳ Hoang Phi Vũ Cơ cùng Hoang Vân Hy ở bên cạnh, cũng không dám động dùng lực lượng quá nhiều, phong ấn lực lượng có hạn. Nếu như ta đột phá phong ấn, cưỡng ép chấp chưởng hoang thiên võ bia, cái tên này đoán chừng muốn trở mặt. Diệp Thần tâm bên trong lóe lên vô số suy nghĩ, nếu như lúc này vạch mặt, có Hoang Phi Vũ Cơ cùng Hoang Vân Hy tại, lại tại Hoang Thiên Tổ Điện trên địa bàn, đoán chừng Bàng Thanh Cốc cũng không lật được trời. Nhưng, Bàng Thanh Cốc dù sao cũng là chủ nhà họ Bàng, là Hoang Thiên Thần Quốc Thiên Sư, thế lực không thể coi thường, một khi vạch mặt, đại chiến không thể tránh né, không biết muốn chảy nhiều ít máu. Chẳng thà, chờ hắn đi, ta lại nếm thử chấp chưởng cũng không muộn. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền thu tay lại, lùi lại hai bước, gián đoạn cùng Hoang Thiên Võ Bia Cộng Minh liên lạc. Cộng Minh vừa đứt, Hoang Thiên Võ Bia phịch một tiếng, lại lần nữa rơi xuống mặt đất. Thấy thế, Hoang Phi Vũ Cơ cùng Hoang Vân Hy đều là kinh hãi, hỏi, Diệp Thí Thiên, thế nào? Diệp Thần lộ ra cười khổ biểu lộ, giả ý lộ ra một bộ khó xử bộ dáng, nói. Bệ hạ, công chúa điện hạ, ta tu vi còn chưa đủ, này Hoang Thiên Võ Bia, chỉ sợ không phải ta có thể trưởng khống. Hoang Phi Vũ Cơ kinh ngạc, nói, phải không? Hoang Vân Hy áo não nói, tại sao có thể như vậy? Diệp Thí Thiên, người rõ ràng có khả năng chấp trưởng, nhanh lên thử lại lần nữa. Diệp Thần cười khổ nói, ta linh khí đã hao hết, sợ là không được. Bàng Thanh Cốc thấy Diệp Thần không có lại nếm thử trưởng khống Hoang Thiên Võ Bia, mừng rỡ trong lòng, nói. Bệ hạ, này Hoang Thiên Võ Bia không tốt trưởng khống, liền ngươi mấy năm trước nếm thử, đều nhận cắn trả thụ thương, nguyên khí cho tới bây giờ cũng còn không có khôi phục. Diệp Thí Thiên không quan trọng thần đạo cảnh, lại làm sao có thể trưởng khống Hoang Thiên Võ Bia. Lại nói, ta sinh tử phù, đều bị bệ hạ bắt chẹt lấy, bệ hạ không cần lo lắng ta có gì tâm. Hoàng Phi Vũ Cơ lông mày cao chặt, rất là không vui, đã mơ hồ phát giác được Diệp Thần từ bỏ chấp chưởng Hoang Thiên Võ Bia, là không muốn cùng Bàng Thanh Cốc vạch mặt. Nàng thở dài một hơi, nói, được a, áo đen thiên đế chế tạo Hoang Thiên Võ Bia, xem ra là không ai có thể nắm trong tay. Rơi vào đường cùng, Hoàng Phi Vũ Cơ cũng chỉ được rời đi. Hoàng Vân Hy giận đến dậm chân, chỉ Diệp Thần mắng to, Diệp Thí Thiên, ngươi tên hèn nhát này, ngươi là sợ Bàng Thanh Cốc trả thù, mới không dám trưởng khống Hoang Thiên Võ Bia, ta nhìn lầm ngươi. Nói xong tức giận quay người rời đi. Bàng Thanh Cốc thì là một bộ cười híp mắt bộ dáng, chờ Hoang Phi Vũ Cơ cùng Hoang Vân Hy đều đi, liền móc ra một cái túi đựng đồ, nhét vào Diệp Thần trong tay, nói. Rất tốt, Diệp Thí Thiên, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngươi làm rất khá. Nơi này có 5 vạn hoang cổ nguyên ngọc, người có khả năng đi. Ta cho ngươi 2 con đường, một đầu là đầu nhập vào ta, một đầu là lập tức rời đi Hoang Thiên Thần Quốc, chính ngươi tuyển. Nếu như ngươi thủy chung không chịu quy thuận, cái kia vào ngày mai mặt trời mọc trước, ta hy vọng không cần tại Hoang Thiên Thần Quốc bên trong, thấy cái bóng của ngươi, hắc hắc. Nói xong, Bàng Thanh Cốc ý vị thâm trường vỗ vỗ Diệp Thần đầu vai, cũng rời đi.
Diệp Thần ra Hoang Thiên Tổ Điện, trở lại chính mình ở lại trong phòng, cũng không vội lấy cùng Hoang Phi Vũ Cơ cùng Hoang Vân Hy câu thông nói rõ lý do, bởi vì có thể sẽ tiết lộ thiên cơ, bị Bàng Thanh Cốc phát hiện. Hắn tĩnh tâm chờ, trong phòng ngồi xếp bằng, xuất ra Bàng Thanh Cốc cho hắn Hoang Cổ Nguyên Ngọc, một phần nhỏ trực tiếp hấp thu, tẩm bổ đan điền, hắn toàn bộ dùng tới đúc lại Thanh Liên phân thân. Không thể không nói, này Hoang Cổ Nguyên Ngọc, linh khí đích thật là dồi dào, Diệp Thần rất nhanh liền đem phân thân đúc lại thành công, mặc dù năng lượng nội tình còn so ra kém trước kia, nhưng ít ra có thể sử dụng, bảo đảm có một tấm bảo mệnh át chủ bài. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh liền đến ban đêm. Diệp Thần xem chừng có khả năng hướng Hoang Phi Vũ Cơ hai mẹ con nói rõ lý do, lại nếm thử đi chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia, đứng dậy đang muốn ra ngoài, lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Thí Thiên, có ở đây không? Lại có thể là nữ đế Hoang Phi Vũ Cơ thanh âm. Diệp Thần có phần hơi kinh ngạc, nói, nữ đế bệ hạ, sao ngươi lại tới đây? Két! Hoang Phi Vũ Cơ trực tiếp đẩy cửa tiến đến, thoải mái ngồi tại trên ghế, cười một tiếng, nói ta không thể tới sao? Gian phòng điểm ánh nến hào quang, tỏa ra Hoang Phi Vũ Cơ gương mặt, có chút xinh đẹp mỹ lệ. Nàng ăn mặc y phục hàng ngày, là một bộ thanh lịch váy dài, không có ban ngày nữ đế uy nghiêm, lộ ra một phần trang nhã khí chất. Nơi này là nữ đế bệ hạ địa phương, bệ hạ dĩ nhiên có thể tới. Diệp Thần mỉm cười, cho Hoang Phi Vũ Cơ rót một chén trà, âm thầm suy đoán dụng ý của nàng. Hoang Phi Vũ Cơ nâng chung trà lên, nhàn nhạt uống một ngụm, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nói, Diệp Thí Thiên, người ban ngày rõ ràng có thể chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia, vì sao muốn nửa đường từ bỏ? Là sợ đến tội Bàng Thanh Cốc. Nàng ánh mắt độc ác, biết Diệp Thần chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia thất bại, cũng không là năng lực không đủ, mà là cố ý nhượng bộ. Diệp Thần thấy Hoang Phi Vũ Cơ đã nhìn ra, liền cười nói, bệ hạ, ta là vì tránh cho không cần thiết tranh chấp thôi, bây giờ Bàng Thanh Cốc đã rời đi, ta có khả năng lại nếm thử đi trưởng khống Hoang Thiên Võ Bia. Bất quá, nghĩ đến cái kia Bàng Thanh Cốc, lại ở Hoang Thiên Võ Bia phụ cận bố trí thủ đoạn, còn mời bệ hạ vì ta gạt bỏ. Hoang Phi Vũ Cơ thản nhiên nói, Bàng Thanh Cốc hoàn toàn chính xác mai phục mấy tên sát thủ, để phòng ngươi đi đụng vào Hoang Thiên Võ Bia, thậm chí ta Hoang Thiên Tổ Điện bên trong nữ chiến sĩ bên trong, cũng không ít người bị hắn mua được, ta đã toàn bộ giết. Diệp Thần đạo, bệ hạ thánh minh, cái kia bây giờ, chúng ta có khả năng lại vào Hoang Thiên Tổ Điện, ta có khả năng chấp trưởng Hoang Thiên Võ Bia, sau khi chuyện thành công. Không cần. Diệp Thần mong muốn nói sau khi chuyện thành công, thỉnh Hoang Phi Vũ Cơ hỗ trợ giải khai thái thản tròm sao phong cấm, nhưng không ngờ Hoang Phi Vũ Cơ đột nhiên cắt ngang hắn nói chuyện. Hoang Phi Vũ Cơ nói, Diệp Thí Thiên, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, người cuối cùng không phải ta hoang tộc đích hệ huyết mạch người, nắm Hoang Thiên Võ Bia giao cho ngươi trưởng quản, vẫn là không thỏa đáng lắm. Diệp Thần thấy bầu không khí có chút không đúng, nói, bệ hạ là có ý gì? Hoang Phi Vũ Cơ ôn uyển cười cười, đứng dậy chậm rãi tiến tới Diệp Thần trước người, hai người thân thể kề sát, cơ hồ là linh khoảng cách. Vị này nữ đế ôn hương mềm mại, vô cùng rõ ràng truyền đến Diệp Thần xúc cảm bên trong. Hoang Phi Vũ Cơ nâng lên Diệp Thần cái cằm, thổ khí như lan cười nói. Diệp Thí Thiên, không bằng, người đem người huyết mạch hiến cho ta. Người kế thừa luân hồi đạo thống, huyết mạch ẩn chứa đặc thù lực lượng, chỉ cần hiến cho ta, ta có khả năng tự mình đi trưởng khống Hoang Thiên Võ Bia. Kỳ thật trước kia, Hoang Phi Vũ Cơ liền nhiều lần thử qua dẫn động Hoang Thiên Võ Bia, đáng tiếc đều thất bại. Diệp Thần toàn thân lông tơ dựng thẳng, Hoang Phi Vũ Cơ đôi mắt mặc dù mang theo ôn nhu, nhưng hắn lại bắt được thật sâu nguy hiểm, nói, bệ hạ mong muốn huyết mạch của ta. Đó không phải là muốn ta chết sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 515.